Hello, xin chào cả nhà thân yêu. Có báo mà. Hello mấy chị ơi. Hay ra dễ mà. Sao hay ra dễ quá. Mới nhận đồ đẹp lắm chị Huỳnh Hạnh, cảm ơn chị yêu rất nhiều. Rồi mấy chị ơi, vô ý chế ơi. Bữa nay xe bộ xe đồ nha, đẹp lắm luôn mấy chị yêu. Vô đi mấy chị. Áo. Dạ không, em đang mặc không có bé đâu chị. Cái áo này size nhỏ lắm. Mấy chị mặc không vừa đâu. Tại vì lên đi mấy chị ơi. Để coi có cái gì tặng không ta. Em cho chị cái bộ hồng. Anh Dương Bảo Lâm Đồng Nai. Rồi mấy chị ơi, mấy bộ thôi được rồi. 1 2 3 4 5 6 tặng nha, cái này thì tặng, tặng đầu like. Chia sẻ đi mấy chị, chia sẻ cho em lên view đi. Hôm nay đồ đẹp lắm luôn, quần áo gì nó cũng đẹp mấy chị ơi, vô đi mấy chế. Rồi bộ này là em tặng cho mấy chị đầu like ha. Chia sẻ. Hello chị Trinh Hoa. Trời ơi người yêu em. Tặng cho chị Trinh Hoa một bộ đi. Tặng chị một bộ. Rồi. Ok chị Phạm Nguyên. Lâu lắm mà không tặng chị Phạm Nguyên một bộ, em tặng cho Phạm Nguyên một bộ nè. Ok. Em tặng cho chị Mỹ Huệ một bộ nè. À, chị Bạch Liên hả? Ok, tặng cho Bạch Liên cho con gái chị Vận nè. Rồi, em tặng cho chị nào đây, chia sẻ cho em mấy chị ơi. Coi, cô đoàn nữ con tặng cho cô một bộ, tặng cho cháu bạn nè. À, tặng cho chị nào đó đây. Chia sẻ mấy chị ơi, chia sẻ nha. Em My Lâm nè, rồi, ok. Hết trời. Chị Lâm ơi. Dạ. Demon Nguyễn em lấy bộ bộ đó trắng đi, bộ trắng tặng Demon Nguyễn nữa. Rồi xong. Rồi mấy chị ơi, em lên bộ sale luôn nha. Bộ hôm nay đẹp nhất nách, mấy cái bộ mà lúc trước bán 540 mấy chị, hôm nay sale giá hơi bị rẻ luôn. À quần đi, quần trước đi ha. Quần, ủa cái quần nãy chị đưa cho em rồi. Quần ngố rồi. Chắc là mới dưới chị. Đây quần ngố, hôm nay chị nào lấy nữa lấy, quần ngố là 70 ngàn. Quần ngố 70 nha mấy chị nha. 45, 80 kg, 85 gì mà cũng vừa quần ngố hết trơn á. Quần ngố 70 nay về đó. Mấy chị nào hỏi quần ngố nè, hôm nay về. Đó. 45, 80 kg bán đầu lai rẻ 70 ngàn thôi mấy chị, lúc em bán 90 rồi. Nhưng mà giờ lỡ bán 70 và bán luôn cho mấy chị luôn. 70 ngàn quần ngố. Từ 45 cho đến 85 gì mặc được hết quần ngố luôn, hai túi hai bên. 70 ngàn một quần mấy chị. Hồi về phối mấy cái áo không về mặc cho em biết hết. Rồi ai lấy comment nha. Ủa cái này là bộ mà. Sao có cái áo lẻ là sao? Chị em đi làm giả mà trả đến quần. Thì em nói đi. Nói rồi. Rồi. Ai lấy comment cho em nha, quần 70 mấy chị ơi. Quần 70 ngàn giùm em. Ai lấy quần leggings comment nè. Bữa mấy chị hỏi quá trời á, nay về lại á. Để em hai cái luôn nha, cuối tuần. Rồi ok. Ok em. Qua lấy giùm chị nha, đi ngang qua lấy nha. Bữa hết hay đi ngang đó mà, sao cái này mất tiêu vậy. 70 mấy chị ơi. 70 một cái. Chia sẻ đi mấy chế. Chia sẻ cho em nha. Ừ.
bình nè, lấy 4 cái. Ok chị, chung ngố nha. Chúc Quỳnh 4 cái nè. À, Ngọc Trinh 2 quần nè. Nguyễn Thảo lấy 2 cái nè. Có 70 ngàn rồi mấy chị mua đi mấy chế. Thì Nguyễn à, 1 cái nè. Nghiệp Nguyễn 1 cái nè. 70 mấy chị, đẹp nhất mắt. Thuận Trần 2 cái nè. Ok chị ơi. Ồ, hơi bị rẻ luôn á mấy chị. Rồi mấy chị, cái này là dài, legging dài. Legging dài em bán đầu la cho mấy chị giá rẻ luôn. Rồi, Trần Thanh Thúy 2 cái. Ok chị. Hương Ngô 2 cái. 70 ngàn một cái, mặc cái áo không rộng, tha hồ đẹp. Rồi cái này là dài nha mấy chị nha. Dài em bán cho mấy chị giá đầu la rẻ luôn, 100 ngàn một cái. Mặc cho nó mát mấy chị. Mà chất co giãn cực mạnh, cái này là dài 100 ngàn. Nguyễn My Dung 2 cái ngố. Ngố là 70. Dài là 100 giùm em. Em về nhà hoài mẹ chồng. Bả gầy quá nên em ở nhà. 2 cái 90 chung. Vũ Dung ok chị. 2 cái 90kg. Nè, rất đẹp luôn. Rồi, ngố là 70 nha, dài dài là 100. Nè, dài 100k mấy chị. Tại vì nó cái này nó có mấy tới mấy mã, nó còn một mã lửng, còn một mã 7 tấc nữa thì nó mới tới dài. Dài 100 ngàn bao rẻ luôn, người ta bán 150, 160 mấy chị. Rồi Châu Chương 2 cái ngố luôn. Ai lấy dài comment giùm em 100 ngàn dài. Từ 45, 85 gì mặc được hết, 2 túi nha. Cái chất siêu đẹp. Giá 100 ngàn một cái thôi. Trời ơi siêu rẻ luôn mấy chị. 100 ngàn. Ok chị Vũ Dung nha. Rồi dài cho chị Thùy Nguyễn 100 ngàn nha em ơi. Không phải 70 đâu. Ngố mới 70. Rồi Nguyễn My Dung luôn. 2 cái dài. Trúc Quỳnh 2 dài luôn. Rồi Thùy Nguyễn 2 dài luôn. Ngố. 2 cái ngố. Chị lấy 2 cái ngố 70k, 7 tấc không. Ngố tới đây thôi không 7 tấc. 7 tấc chưa có về hàng. 7 tấc đây không có. Phúc Phan lấy 2 ngố nè, 2 ngố là 70 ngàn nè. Chỉ có ngố với dài thôi. Dài cho chị Giang Nguyễn 2 cái. Dài em bán 140, 150 mấy chị. Tại nay bán đầu lại rẻ luôn á mấy chị. Chứ mấy cái hàng này là em bán cho mấy chị rẻ luôn á. Rồi 2 cái dài cho Trần Thanh Thúy luôn, 100 ngàn. Dài. Rồi dài cho Ngọc Ruby luôn, 100k. Ngố thì 70, dài thì 100 nha. Ok Vũ Dung em biết rồi chị. Em biết rồi, em lấy rồi. Em lấy rồi tình yêu. Bao rẻ luôn mấy chị, 100 ngàn, 100 ngàn. Trời hôn. Đẹp lắm luôn. 4 cái dài 100, chị Bạch Liên ok chị ơi. Bạch Liên 4 dài. 4 dài 100. Rồi Nguyễn Anh dài. Vương Ngô 2 cái dài. Ok chị ơi. Quý Thuận hello chị yêu. Chị Ngọc, Ngọc Tiết Võ dài. Áo 230 còn không? Huỳnh Ngọc áo nào chị? Áo sale hả còn? Mà giờ đâu có lên được đâu. Hôm nay lên bộ rồi. Bữa nay lên bộ rồi. Đẹp lắm luôn nè mấy chị. Rồi 100 ngàn, 100 ngàn mấy chị yêu. Quần đang mặc có 100 ngàn thôi nha. 90kg vừa luôn. Ngố 90 mặc được. Chị Quý Thuận lấy đi chứ. Ngọc Nguyễn lấy dài. Tại bên em cái này chất co giãn mạnh lắm. Thuận Trần thêm một ngố. Ok, chị nào khách mới mua cho số điện thoại nha. Thuận Trần ngố nhìn kỹ nha. Có, ngố thì 70. Ngọc Hân ngố có nè chị, dài với ngố. Đây mặc ngố cho coi, ngố 70, dài 100. Hello chị Bo Nguyễn nha. Nè cái ngố nè. Nó coi giãn mạnh lắm, tha hồ mặc quá chị mặc. 70 ngàn. Rồi, Lê Thoa một ngố nè. Ai lấy ngố còn anh ngố cái đó dài không á, chị đưa dài đó. Nè dài bên đây nè, ngố bên đó. Rồi quần lấy mini tư con. Nhiều lắm, chờ em xíu em lên cho. Đẹp lắm luôn chị. Chờ xíu em lên cho. Đây đang nè, đang mặc là ngố nè chị. 70 ngàn cái. Ai lấy ngố comment ngố giùm em nha. 70. Rồi ngố đi mấy chế. Dài thì 100. Coi giãn mạnh.
Rồi ngố cho chị Đào Nguyễn 70. Hay về là mời lại số lượng á, chị nào bữa thiếu đơn nè, thiếu nợ nè anh trả nè. 70 thôi mấy chị, bao rẻ luôn á mấy chế. Bao rẻ luôn á nha. 70.000. 7 tấc không có đâu chị ơi, 7 tấc không có. Hết hàng 7 tấc rồi. 7 tấc chắc 10 ngày nữa mới có, đang đặt hàng chị. Rồi hai cái ngón Thảo Nguyễn nè, 70.000 cái. Rồi ai lấy nữa comment nha, chuẩn bị qua cho mấy chị một cái quần legging đúng đẹp luôn. Hàng nhập. Rồi ai lấy ngón nữa lấy. Có túi. Có túi chứ, có 70.000 à chị. Trời ơi rẻ bèo chứ ơi. Mua để dành mặc với mấy cái áo mà chị mua của em đó. Hai cái ngón cho chị Anh Nguyễn. Ok chị. Quần đi mấy chị. Legging co giãn nha, chất siêu dày đẹp mịn. 220 một quần giùm em. Size từ 45. Nè, trời ơi, màu xanh đen nha. Em lên xanh đen trước, đẹp lắm. Cái lưng của nó mấy chị thấy xịn không? 220 một quần, màu xanh đen. Em có size cho mình là từ 45. Rồi chị Xuân Mai một ngố màu dài, ok chị, ngố là 70. Một dài là 100. Rồi. Từ 70 từ 45 đến 75 kg quần này. Em có size. Ồ, hàng nhập cho mấy chị nha, 220 một quần, legging. Xuất sắc luôn, màu xanh đậm. Lâu lắm rồi mới có xanh. Mấy chị mua xanh đi, 220 một quần hàng xịn sò. Ai lấy quần 220 comment giùm em nha, hàng VIP giùm em. Nhận hàng không đẹp không lấy tiền mới chịu. 220. Trần Hương hai quần ok chị Trần Hương. 220. Mua đi dành mặt đó chị, đây này hàng sale. Rồi Ngọc Tiền là hai cái ngố, ok chị. Ngọc Tiền hai ngố, kèm số ký xanh đen kèm số ký nha. Không có số ký là chốt không được đâu mấy chị, tại hàng này có size 70. Thì Nguyễn là 70 ok chị. Hàng này của em nó có size nha. Rồi có túi sau không ạ? Không, túi trước là chị. Túi sau là giả thôi. Túi sau, mà cái chất của nó đẹp lắm chị ơi. Xịn sò. Áo đang mặc không có bán đâu. Xanh đen 66kg Nguyễn Nga ok chị. Cái chất đã lắm á chị. Xịn sò vậy đẹp. Ngố 75, Ngọc Tiền ok chị, ngố 75. 220 một quần. Ai lấy comment cho em, một ngố cho chị Mạch Thị Thơ. Ngố thì 70 à, quần đang mặc là 220. Chất đẹp xịn sò mấy chị yêu. 75, 220 cho Đào Bích ok chị. Hàng xịn sò mấy chế. Ai lấy comment nha. Bao đẹp mấy chị yêu. Rồi 49kg cho Lưu Út, ok chị. Có 49. Rồi Tân Hoàng Mỹ là 67 xanh. Nhạc phơm mấy chị thấy lên đẹp không? Tình sò luôn á. 67 Tân Hoàng Mỹ. Rồi cho xem quần ngố. Quần ngố 70.000 à, legging ngố 70 rồi chị. Đẹp lắm, có 70.000 à, mua đi mấy chị. Rồi ai lấy quần xanh comment xanh nha. Rồi em lên cái mã đen, mã đen cho mấy chị nè. Nè mấy chị thấy chất không? Cái chất nó giống cái chất mà nó gần giống cái chất 240.000 đó mấy chị. 240-250 gì bữa đó. Cái chất màu led đi này hay bán. Đây để em lên cái mã này cho mấy chị nè. Nói chung là mấy chị nhận cái hàng này bao đẹp. Xanh 70 cho chị Hoàng Nguyễn ok chị. Rồi màu đen đi mấy chị. Đẹp lắm luôn. Cái quần này á nó sẽ có ẩn một xíu, cái giống như là chiếc chiếu á. Mấy chị mặc nó rất là đẹp, thấy không? Nó không có đen luôn mà nó dạng như nó ẩn, giống như là dạng có cái ánh lên á. Mặc nó chiếu lên đẹp lắm. 45 75 kg. Rồi, Lan Đỗ lấy ngố 70. 45 đến 75 kg em có size.
Ai lấy em đang mặc comment. Trời ơi, form đúng đẹp luôn mấy chị. Xịn sò luôn. Em 220 mấy chị, 45 75 thôi, 80 mẫu này không có. Chị nào fan có đồ bộ xíu chờ em xíu nha. Em lên đồ bộ, em đồ bộ này đẹp lắm luôn. Ngọc Nguyễn đen 62 ok chịu. Nhận cái quần này không đẹp không lấy tiền. 220 đen 70 chị Diệu Hoàng ok chị ơi. Rồi đen 60 chị Lam Vân ok chị. Em sai nha mày. Rồi đào bích là 75. Đào bích 75. Rồi hai cái cho chị Giang Nguyễn là 60 đúng không? 60. Rồi đang mặc vải mỏng hay chị không nha, dày mịn đẹp yên tâm chị, không có mỏng chị, mỏng là cái 100 ngàn, mỏng là cái 100 ngàn mặt đó mới là mỏng, còn cái này là hàng hàng cao cấp yên tâm. Hai quần 64 cho Hồng Trương ok chị. Rồi 70 cho thì Nguyễn luôn. 220 đen cho lên 60. Rồi đang ngọc mông to ok Thanh Ngọc. Rồi mông to lấy cho 70 mông to ok chị. 65 cho Trân Mỹ ok chịu. À Phúc Nhân Hậu 60 ok chịu. Có nha. 220 chị ơi. À Nguyễn Minh Nhung là cái 75 một cái 60. Cái 75 trước nè. 75 rồi cái 60 review. Rồi ok. Cái đang mặc 60 cho chị Giang Văn Úc ok chị. 66 cho chị Nguyễn Nga ok chị. 56 cho chị Bo Nguyễn ok chị ơi. 56 cho chị Bo. Rồi không phải chốt đâu gì có cứ gửi chị. Ok chị Giang có đơn là cứ gửi. Candy Tâm lấy size 55 ok tình yêu có. Quần có túi không? Có chứ. Có túi chứ chị. Yên tâm chất đẹp mấy chị ơi. Xịn sò ừ. Chất đẹp xịn sò nha. Rồi Trần Thiết là 53 ok chị ơi. Trần Thiết 53. Rồi 75 đen cho Hiền Nguyễn luôn ok chị ơi có. Siêu đẹp mấy chị ơi, siêu đẹp, không đẹp không lấy tiền. Hay lấy comment giùm em nha. Đen 67 Tân Hoàng Mỹ ok chị yêu có. Rồi ai lấy quần comment quần nha. Nguyễn Nam lấy rồi. Đen 60 cho chị Lan Nguyễn ok chị có. Cái chất thì xịn sò rồi mấy chị. Lần trước mà xem cái lưng của nó bằng nha. Nó sẽ ôm cọc, ôm cái ngón bụng mình lại luôn, đẹp lắm luôn. Rồi chị Lê Tiết là 66 ok. Lê Tiết 66. Lý Duyên 24 em chưa có về đâu chị ơi. Hết rồi chị, không còn. Hàng đó đặt là hàng lâu lắm chứ. Hàng đó em đang hết. Đen 62 cho chị Nguyễn Thanh. Ráng mấy bữa đi. Một tháng nữa có. Tiền Nguyễn là 70. Rồi 52 Lê Thị Hồng Lợi 52. Có chị ơi. Rồi 60 cho Hằng Ngô ok chị ơi có luôn. Mua để dành mặt mấy chị. À, bộ đầu like 100k còn không cho chị với. Hết rồi chị, hình như còn mấy bộ trong chưa có like được kìa. Rồi quần 54. Vậy hôm bữa nó nói 115 hết đơn đi. Là sao chị Xuân Trương 15 vậy? Nguyễn Tho 54. 15 gì? 70 Minh Phương này sao bơm hàng bên em vậy? Bơm nguyên đơn đặt hàng hay xả? Rồi bơm nguyên đơn ở Đồng Tháp luôn rồi, giờ em không bán được đâu. À chị mặc cái nịch bụng có bán không? Cái này quần, cái này không phải nịch bụng đâu, mấy cái quần mặc đầm á. Mấy cái quần mặc đầm á. Để bữa nào em về em bán cho. Rồi Dung Lê lấy đen 70 ok. Để bữa nào em về mấy cái này em bán cho. Cái hàng hộp á có nhiêu, có 75 nè, 75 80 ngàn cái này à. Đen đỏ thứ nhất ok chị, tiền lấy cho chị cái lớn rồi. Bộ đầu lai không? Bộ lai tối đi, tối lên cho. Giờ em không lên được đầu lai, chị chưa sẵn ra. Rồi em lên một cái còn mà. Còn cái mã 100 ngàn có ai lấy không? Cái này á, cái quần đó thì mấy chị mặc với áo thông thường cũng được luôn. Tại vì nó không phải là dạng của nó là quần ôm á. Còn cái quần này thì nó mỏng, mấy chị mặc với áo thun dài. Quần này thì có 100 ngàn à. Em cũng bán đầu lai giá rẻ luôn á. Quần này thì nó mềm, mỏng nha. Để dành mặc với áo thun dài 100 ngàn rẻ bèo. Cái mẫu này á thì em có cho mình làm lửng, lửng với dài. Dài là 100, lửng là 70 đó.
Quần em mới mặc đó là có xanh đen và đen, 220. Còn cái này có 100.000. Cái này để dành mấy chị mặc giáo phông dài, với mặc ở nhà rồi đó, nó thoải mái, nó mềm. Có chị, 45 đến 85kg mặc cũng được cái quần này nữa. Cái quần trăm nè. Quần có màu trắng không? Có trắng. Em ơi cho chị cây đó luôn đi. Quần đang mặc dài là chị Tâm Trần ơi, chị lấy mã nào? Mã 220 hay là 100 đang mặc? Xanh đen. Xanh đen cho chị Nguyễn My Dung là lấy 55, ok chị có. Nè. Xanh đen cũng 220 nha. Cái xanh đen nó đẹp không nè, cho mấy chị có xanh đen. Nè. Cái chân phải cho nó sẽ có ẩn cho mình một cái dạng, nó có nó trong là chứ mặc lên cái chân mình nó coi cũng giãn nên nó chiếu chiếu đẹp lắm. Cái quần này nè. Rồi. Hai cái 100, từ từ Mr. Lisa xem. Hai cái 100 cho Ngọc Tuyền, ok chị. Đúng rồi, cho chị cái size nhỏ của quần đó đi con. Cái quần đó có size 90kg. Rồi. 52 Nguyễn Hằng lấy đen đúng không? 52 Nguyễn Hằng lấy đen. Cái 22. Nhìn kỹ đi con. Chị muốn mua quần ren tầm giống em mà. Mã. Mã 220. Rồi chậm nè, 220 cho coi lại. Đưa chị cái này nhỏ đó. Đó, con 100.000 ai lấy thì cảm ơn nè. Cho coi lại cái mã 22 nè. Em có xanh đen với đen hai màu nha. Để lên là xanh đen cho mấy chị coi. Xanh đen nè. Siêu đẹp luôn. Rồi thêm một cái xanh đen cho Candy Tâm 55kg. 220 nè. Xanh đen 65 cho Hạnh Mỹ, ok chị. Em đang mặc size lớn. Rồi, ai lấy xanh đen, comment xanh đen. Đen với xanh đen. Hai màu. Này để mặc cái size nhỏ cho mấy chị coi thơm. Đẹp lắm luôn mấy chị. 220.000 một quần. Hàng nhập nha. Chất không đẹp không lấy tiền. Đây, nó sẽ có xanh với có đen. Mà từ 45 nha, 45 đến 75 thôi nha. Thích mặc, chị nào ôm ôm 40kg mặc cũng được. Rồi. Nè, ai lấy màu đen comment đen. Đằng sau sẽ phối hai cái túi giả. Đó, tạo kiểu để cho cái mông mình nó không thấy tròn vo. Không bị lộ. Đẹp lắm. Rồi mấy chị ơi, chị nhận được đồ đẹp quá. Em ơi, mặc vừa y. I love you như ngà ruy, cảm ơn chị yêu. Lấy kim 220 còn không còn nè má, đang nè. Trâm Anh Nguyễn lấy quần gì vậy? Xanh đen 70 cho Tiết Trần, ok chị. 220. Rồi Nguyễn Vũ Yến Linh xanh đen 60. Ok chị ơi, có. Rồi ai lấy đen comment đen, xanh đen comment xanh đen nha. Hai màu với chị. Rồi em sẽ có cho mình cái mã này luôn nè mấy chị ơi, đẹp lắm luôn nè. Cái mã này là 210.000. Hàng xịn luôn. À bên nè. Bên hông nè đẹp chưa? Mà cái này em có size tới 90 luôn. Chị nhận hai bộ len thích lắm. Dạ chị bé Biên Đặng, cảm ơn chị. Cảm ơn mấy chị yêu rất nhiều. Ủa sao Lê Thủy này là bơm hàng mày? Hả? Mua wow. Hàng mà kêu chồng đánh xong rồi, về mẹ không nhận được xong rồi ra trả ship Bình Định rồi. Ủa sao chị Lê Thủy này quen mà kỳ vậy? Xong rồi kêu shipper giao lại đi, shipper giao lại xong kêu không nhận được. Thôi vậy thôi. À Loan Lanh hai cái xanh đen 60. Ok chị. Ủa sao chị Lê Thủy mua gì kỳ vậy đó? Phải mỏng hay em? Không nha chị, quần này đẹp lắm luôn, chị không có mỏng đâu, đẹp lắm. 220, 200 mấy mỏng gì nha chị. Chất dày mịn đẹp không có nóng nha. Đang mặc cho em từ 45 đến 90kg em có size giá 210. Hàng nhập mấy chị. Ai lấy comment. Cái mã quần này trụ ôn nó đẹp chưa mấy chế ơi. Cái này dạng nó giống như cái quần da vậy đó. Nhưng mà nó là dạng legging mà không nha, mặc mát nha, không phải da nè. Mà cái kiểu nó bóng bóng y như da, mặc sướng lắm. Sang xịn sò. Cực kỳ đẹp. 10k hả? Quần gì 10k? Trâm Anh Nguyễn. Xanh đen 80 không? Xanh đen không có 80, 75 thôi. Có quần này thì có nè. Kêu nó đưa cho mình cái quần xe nhỏ, nó hút cho cái quần xe 3X. Còn dễ thương ghê. Rồi mấy chị. Ai lấy quần 210 còn bên 210 nha.
Đang mặc cho Nguyễn Nga 66kg. Để em cho mấy chị coi cái chất gần. Đẹp lắm. Quần hàng nhập mấy chị. Quần ngố vải mỏng nha. À, xanh với đen, mỗi thứ một cái 65. Hùng Ngô xin số điện thoại chị ơi. À, chị Minh Nhiên lấy đang mặc. Chị Hưng Ngô lấy mã trước đúng không? Đây mấy chị, em cho mấy chị coi cái chất mặt đẹp giống ai luôn á. Mặc lên một cái nó sáng, cái sáng người lắm, nó không có bị sậm xuống. Mặc lên cái nó sang rồi là sang nha. Thông 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 lát jean cao cấp chị ơi, 200 210. À, 210 cho chị Lưu Út nè, hàng nhập cho mấy chị nha. Ai lấy quần comment quần giùm em. À, Lưu Út là 49kg 210. À, Hằng Ngô 210 màu đen. Bao nhiêu ký chị? Cho số ký đi chị. Hùng Ngô, Hưng Ngô. Hưng Ngô là quần nhiêu ký vậy? Hưng Ngô 65 đúng không? Rồi ok, 65 nè. 65 220 ha. Chị lấy 65 22 nha. Hai cái, một cái xanh đen với cái đen 220. Rồi. À, Lê Văn Như. Lê Văn Như đơn hàng có lấy không vậy? Lấy chỉnh có thì chịu mấy. Rồi sao thằng luôn hàng vậy? Lê Văn Như nè. Lê Văn Như lấy 66kg. À, đường Tú Phong là 75 210. Rồi ok chị. Chất đẹp xịn sò mấy chị. Chất đẹp xịn sò. Hỏi thằng bàn. Nhận rồi. Rồi ok chế. Ai lấy 210 comment 210 nha. Chất đẹp xịn sò. Rồi chị ha. Hằng Ngô là 60kg ok chị. Quần này đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi có cái quần này cũng đẹp nè. Ủa Chiến không lấy mấy quần này hả? Nè Chiến, cái mã này cũng đẹp nè. Nó có xanh đen với đen 220. Hàng nhập. Cái lưng nó đẹp lắm luôn. Màu đen xanh đen 220 nha. Chút quần 220 màu xanh. Ok chị nè, nó có đen với xanh. Đạt Trần Hoàng Đạt lấy quần màu xanh với màu đen. À, màu xanh là 220, màu đen là 210 nhiêu ký chị? Nè lấy. Nhiêu ký Trần Hoàng Đạt ơi. Tại có hàng có size chị. Trời ơi cái phong quần này lên đẹp ha, đẹp nhất mắt luôn. Mà nó chỉ có là 45 đến 75 thôi. Chứ không có size lớn nữa. Riêng cái quần này, còn cái quần hồi nãy là có tới 7 8 ít. 90 ký có size. Rồi. 210 cho Phúc Nhân Hậu ok. Nhận hàng đó mấy chị, không đẹp em không lấy tiền. Cái chất nó có ẩn lên một xíu thấy không? Dạng như kim tuyến ở trong vải luôn nha, chứ không phải ở ngoài vải ha, cho nên mấy chị yên tâm. Rồi. Đen 2 ghi nè, Yến Nguyễn nè. Đâu? Đen 2 ghi à, đen 2 ghi. Rồi, đen chứ không phải đen đúng không? Quần này là bao đẹp nha mấy chị. Bỏ là còn mấy cái thôi. Không mua là tiếc nha. À, chị Lê Văn Như là 66kg ok nè. 66 nè. Ok hai cái nè. Rồi Đạt Trần Hoàng Đạt là lấy cái gì 65 chị. Đó cái 201 với 65 đi. Để chị lấy cái 65 mà. 65 màu gì ạ? 65 màu xanh. 65 màu xanh, màu xanh đen đúng không? Xanh đen 65 nè, 220 nha. Rồi. À, hai cái quần. Hai cái quần xanh 45kg hồ hổ đấy, hai cái quần xanh 45. 220 quần. Rồi. Màu đen 75kg 220 cho chị Huyền Huyền. Ok chị. Đen 75. Đó. Rồi quần đen là xanh 50kg ok chị Huyền Diễm My. Diễm My Phạm nè, ok chị có nè. Hai quần cho Diễm My Phạm nè. Hai quần nè. Rồi, đen 63kg 220 cho Nguyễn Xuyên Kim. Kim là 63kg là có nè. Rồi một cái quần ngố dài 100k cho anh Nguyễn lấy cái. Lấy một cái dài 100.000. Rồi lấy cái dài 100.000 đi em. Màu xanh 62 cho Nguyệt Trần. 62 quần cho Nguyệt Trần nè. 62 quần xanh cho Nguyệt Trần nè. Có nè. Rồi cho xem xanh đen đi. Bộ hôm nay nhiều lắm, mấy chị mua bộ chờ xíu nha. Để em lấy quần xong quay qua bộ liền. Nè xanh đen nè mấy chị.
xanh đen 220 nè. Hậu quả cũng đẹp nhất nách mấy chứ ơi. Cái chất nè, xịn sò mặt là ghiền luôn á. Lên form đẹp nhất nách. Chất dày nha, dày mịn đẹp. Nó giống như cái quần mà em bán. Em bán cái legging 24 đó mấy chị biết không? Đó, cái chất nó vậy đó, đẹp lắm. Nó sẽ may hai viền cho mình, sẽ không bị bột háng luôn. Rồi, ai lấy comment nha, xanh đen giùm em. Xanh đen. Siêu đẹp. Lấy quần xanh đen 75, Nguyễn Thị Như, ok chị. 75 xanh đen Nguyễn Thị Như. Rồi, ai lấy xanh đen nó comment cho em cái. Có hai màu, màu đen với xanh đen. Rồi, Nguyễn Ánh Kim lấy đen 65. Ok chị. Ok. Em ơi quần 210 lưng cao ạ. À? Đúng rồi, lưng cao. Ngọc Thanh, quần xanh đen. Ok chị Ngọc Thanh lấy cái xe bự. Ok chị. Rồi. Xanh đen một ly cho chị Yến nè. Xe 1 đến xe 4. Yến 1 ly. Màu đen cho chị Nguyễn Mai là 67. Ok chị. Màu đen 67. Rồi. Xanh đen chị ơi, Nguyễn Kim xanh đen chị lấy chưa? Chị nhận đồ rồi. Rồi. Linh Phan chụp em coi nha. Xanh đen rồi. Ngọc Thanh lấy rồi. Ok. Rồi. À chị Tiết ơi, có lấy quần này không? Quần này để dành mặc với lại áo phông dài nè, 100.000 nè chị. Lớp dưới này em bán rẻ 100.000. Đầu lai 45 80 kg mặc vừa, 100.000. Có ai lấy quần 100.000 thì lấy. Thêm một và xanh á, xanh thêm một và bốn. Ok chị Yến nè. Đường Tú Phong hả? 220 có size 75 đó lại thôi. Thêm một, thêm bốn quần. Quần này đẹp lắm chị. Rồi, My Nhung Lê lấy xanh đen 755. Nè, có. Rồi, cái legging đang mặc 100.000. Cái này thì mỏng mấy chị, để dành cho mấy chị mặc quần với áo phông dài. Hoặc là tới đây là được ha. Có 100.000 à. Mà mặc sướng lắm, cái chất đẹp, mỏng, mềm mịn mấy chị. Mà không có mỏng lắm đâu nha, vừa thôi chứ không mỏng lắm. Đó. 100.000 ai lấy comment. Ngố thì 70. Ngố thì 70, dài thì 100. Rồi ai lấy nữa lấy qua quần luôn nha. Thêm 2-3 luôn đi cho chẳng. Rồi ok chị Yến nè. Thêm 2, thêm 3 cho chẳng. Cho chị một xanh đen size 4. Rồi Nguyễn Hằng xanh đen size 4 220. Rồi ai lấy ngố comment ngố nha. Ngố 70. Dài 100. Mã này nha. Mã này về được có ít đó mấy chị. Có nhiều đâu. Rồi hổ lấy 5 cái quần xe lớn. Ngồi kia lấy đi, lấy hết rồi. Rồi em qua cho mình là bộ nha mấy chị ơi, bộ nha. Bộ đẹp lắm luôn nè mấy chị. Trời ơi, bộ nhức mắt. Hai cái quần dày nó thấm thấm nè, ok. Nè. Lấy ngố như vậy gì mày? Trời ơi, năm cái quần cho chị lớn nhất. Ủa, chị lấy dài hay ngố vậy? Không quên nữa. Chị lấy dài. Chị lấy dài đi nè, dài đi nè. Ba nè. Bốn nè. Năm nè. Cho chị bé Hen hai dài. Rồi thấm thấm trước đi. Hai dài nè. Bé Hen hai ngố luôn, lấy hai ngố. Cho mấy cục ngố thêm đi em ơi, hết ngố nè. Bé ơi. Rồi mấy chị ơi, bộ giùm em nha. Xanh đen 75 cho video quay. Xanh đen 220, 75 cho video quay. 220 là zin hả không? Led zin. Mặc tiền thêm cái 100 nữa. Ok. Tiền thêm cái 100.
80 ký ok vừa chị. Ồ cái bộ này mấy chị chắc u mì nha, hàng 501 quá chị, giờ sale cho mấy chị với giá rẻ luôn là 320. Xanh đen 75 chị, trường Tú Phong với xanh đen 75 ok chị. Quần 4XL bộ u mì siêu đẹp mấy chị, hàng là 510 nha, bộ này nhức nách luôn mấy chị, hàng sale 320.000 một bộ. Cái chất mấy chị nhận không đẹp, không lấy tiền, mặc 3 năm còn không hư. Chất u mì dày đẹp dễ mang, xuất sắc. Em có size 1 nè, size 2 nè, 1, 2 nè, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 320 một bộ. Ai lấy bộ mì còn bên giùm em nha. Quần dài 100, ok chị hỏi em lấy rồi. Size 1, size 2, size 3, size 4, chất đẹp giả mang, nhận hàng không đẹp, không lấy tiền, hàng chuẩn 1, loại 1, có chị thể thao loại 1, hàng chuẩn loại 1. Bữa em bán xe 350 đó là cái hàng năm mấy đó, mà nay em xả cho mấy chị nữa, hàng xả kho, với giá là cái mặt này nha, 320.000. Hàng mặt này cho em, đẹp cực kỳ đẹp luôn, hàng cao cấp đó mấy chị. Quần sọc da hả? Quần sọc da size nhỏ không có size lớn. Hai cái dài nữa con. Hai cái dài 100. Rồi ai lấy bộ em đang mặc comment 32 đi mấy chị. Bộ đẹp xuất sắc luôn. Chị nào fan của bộ không? Rất đẹp dễ mang nha mấy chị nha. Cao cũng có 5, cũng có là lớn nhất mẫu này. Hàng này nó chỉ có 4 mét thôi, không có 5 đâu chị. 75 ký mặc 4 nha chị ơi, ai lấy comment cho em. Đầu ô cái chất đẹp lắm chị, nhận hàng lắm mấy chị cảm nhận được. Đang mặc là 320 một bộ. Nguyễn Hằng lấy xe 1, nhận hàng không đẹp em không lấy tiền. Chất cũng đẹp dễ mang. Xeo lắm mấy chế. Mã này luôn nè. Còn cái mấy cái loại kia giờ xeo có 200 mấy thôi. Còn dạng u mì nè là hàng 510 đó mấy chị. Lấy cho chị chưa? Bé em lấy rồi. Rồi bộ này mấy chị 1, 2, 3, 4, 5. Ủa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 với 320 một bộ. Đẹp nhất nách luôn. Ống bát nha. Cái này ôm nè. Siêu đẹp luôn mấy chị, nhận không hàng không đẹp không lấy tiền. À được chị hổ hổ được chứ. Rồi ai lấy em đang mặc comment cho em nha, đẹp sình sò luôn mấy chị, 320.000 cậu ơi, rẻ bèo luôn mấy chị ơi, thiệt luôn á. Nhận cái mấy cái hàng này cái giá cao lắm. Em có size 1, size 2, 3, 4, Lâm Yến ok 60 ký, nhận hàng không đẹp không lấy tiền nha. Vẽ bánh bèo luôn mấy chị, không có 5 rồi. Mấy cái hàng này không có 5 triệu. Sorry. 1, 2, 3, 4 mẫu này mấy chị. Ai lấy comment. Ồ cái chất cũng đẹp dễ mang mấy chị. Chất đẹp dễ mang. Có tuần bàn nữa. Cái bộ này chất đẹp lắm. Nga Lê nè, 65 ký ok chị. Bộ này đẹp thịnh sò nha. Hàng treo mấy chị. Lấy bộ cam 50 cho Dương Thị Diễm ok chị. 50 cho Dương Thị Diễm. Không có nhiều lắm chị, một mẫu còn ít. Mấy chị chung là chị nào biết cái hàng u mì là biết rồi. Cái chất đẹp giả mang. Hai lấy comment nha. Giá hơi bị rẻ mấy chị. Đẹp tịnh sò. Ủa mấy chị không thích bộ hả? Không thích bộ hả? Không thích bộ thì em lên hàng khác. Mấy chị nào fan của bộ thì mới like. Cái này có size không mấy đi? Như chồng theo chồng một size. Size mà không đi size đi sủng gì lên ấy chừng. Bộ này đi mấy chị sale nè. Hết rồi bà chị Dung ơi. À
224 đính đá hả? Cho chị xanh size 4 nhé. Rồi ok, hiển hàng cho xanh size 4. Bộ em đang mặc sale rẻ luôn. Hàng 470 á mấy chị, sale cho mấy chị với giá 340. Bộ đang mặc là bộ tay dài đúng đẹp luôn. Size cho mấy chị từ 45. Để em coi mấy size. Trời ơi, cái bộ nó đẹp mấy chơi. Cái chất nè. 340.000 sình sò luôn. Giá bánh bèo luôn mấy chị. Để em coi còn mấy size mình xem có nhiều nha. 45 60 kg. 72 kg. Có size. Rồi từ 45 đến 72. Để em coi 75 vừa không. Bộ đang mặc 340. Không đẹp, không lấy tiền. 75 mặc vừa luôn. 75 vừa. Yến Nguyễn một ri nè. Một cơ chị. Bộ đang mặc quá trời đẹp. Không mua tiếp nha mấy chị nha. 340.000. Yến Nguyễn một ri. Rồi. À, hổ hổ hai bộ lớn nhất. Ok chị. Chị Ngọc Chi Châu, hổ hổ đó hai bộ đó. Chị hổ hổ chi vậy? Ngọc Chi Châu là ok nè. 34 nè. Rồi chị Lâm Yến 60 luôn nè. 340.000. Rồi, Nguyễn Diệu Linh luôn nè. Rồi chị Yến Nguyễn thêm 12 nè. Trời ơi đẹp lắm luôn mấy chị ơi, 340 không mua tiếp. Xịn sò. Ngọc Ngọc Bạch nè. Ok chị ơi. Chị đang canh sang nha cưng. Rồi 66 cho Thoa Trần nè. Còn chị ơi nhưng mà nằm trong không lấy được chị ơi. À Út Em luôn nè. 340 một bộ. Xịn sò luôn mấy chế, chất đẹp lắm. Hàng sale nha, có ít rồi. Không có nhiều mấy chị ơi. Không có nhiều đâu. Đẹp nhất nách. Ai lấy comment. 62. Quách Ngọc Linh 62 kg. Ok chị ơi. Ồ oh, cái chất này mấy chị. Nó đẹp nhất cái nách luôn á. Đẹp cái bộ cái chất đẹp nhất nách luôn. Đi viền nè. Có 34 à. Tại vì cuối năm á mấy chị mới có xả giá này á. Lâu lâu mới có rồi, bộ này trendy nha. Ừ, đính đá. 340.000 một bộ. Rồi ai lấy comment cho em. 340. Siêu đẹp nha. 66 Thuận Trần. Ok chị có. 68 cái lộn. Thuận Trần 68. Ok chị Quách Ngọc Vinh. Ok yên tâm. Có mấy mẫu thôi mấy chị. Để em lên mấy mẫu mình cho hết luôn. Đây. Mẫu này đẹp lắm luôn. 1 2 3 4 5 80 kg loại mặt dừa. 340.000 quỷ diệt với chị. Đang mặc 67 Nguyễn Anh ok chị. Mà cái chất của nó mịn mát lắm mấy chế nha. Cái chất mịn mát lắm. Chứ không có nóng đâu. Cho chị một bộ 67 tay dài. Ok Nguyễn Hằng bộ 67 rồi. Rồi, comment giùm em mã này đi mấy chị. Đẹp xuất sắc 340. Tịnh sò luôn. Ồ ơn nó đẹp mấy chị ơi. Không mua tiếc. Chia sẻ like cho em. 340 mấy chị yêu. Đang mặc giùm em. Đẹp xịn sò đẹp luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Rất là đẹp.
Size 1 cho chị Ngọc Chi Châu. Ok chị. Số lượng hết không có nhiều nha. Rồi size 5 cho chị Minh Tiếp. Ok chị. Năm cho Minh Tiếp nè. Yến Nguyễn 1 ray thêm 1 2. Yến Nguyễn 1 ray. Thêm 1 2. Rồi, Yến Nguyễn nè. Thêm 1 ray nè, 1 2. Rồi chị Lâm Yến 60. Ok chị. Rồi chị Huỳnh Mỹ Ngọc 5x. Huỳnh Mỹ Ngọc 5x. Rồi đang mặc 58 cho bé Minh Đặng luôn. Bé Minh Đặng 58 đang mặc thấy em ơi. Bỏ đi rồi ơi. Thái Nguyễn 5 hết rồi chị. Hết 5 rồi. Không còn 5 đâu. Hết 5 rồi nha. Còn 4 thôi. Nguyễn Văn là 70, Stella. Rồi ai lấy đang mặc comment cho em. Hơi bị đẹp mấy chị. Tại hàng sale nó không có nhiều đâu. Nguyễn Diệu Linh 58. Hết rồi, 58 luôn. Còn size 2, size 3, size 4. 2, 3, 4 à, hết 1 rồi chị. Nếu mà muốn mặc rộng xíu thì lấy 2. Hết 1 rồi. Hết 1 rồi chị Diệu Linh ơi. Lấy size 2 được không? Được thì em lấy nha, hết rồi. Rồi mẫu này đồ ôm nó đẹp nè, thôi cái qua mẫu này đi chị. Đẹp dở mang luôn. L12345 70 rồi, Trần Quang Vinh là 75. Trời ơi nhận hàng đi mấy chị, nó đẹp dở mang, 340 đáng đồng tiền luôn mấy chị. Thiệt, cái mấy bộ 34 này đáng đồng tiền luôn á. Rồi mấy chị, L12345 đang mặc 340.000. Ồ cái hàng này nó mắc lắm luôn á chị, 47-49 nữa. Mấy chị thấy cái chất không? Ghiền luôn á, tại giờ nó sale. Rồi mấy chị ơi, đang mặc giùm em L12345. Đính hộp hết trơn rồi mấy chị. Xuất sắc luôn mấy chị. Bộ đang mặc giùm em nha. Ồ cái bộ nó đẹp. Cái chất mấy chị ơi, 34. Rồi, chị à, Hạnh Mi size 5 đang mặc. Ủa, cái khéo đâu ta. Hạnh Mi size 5. Đây. Bộ này đẹp xịn sò nha mấy chị. Từ form đến chất. Minh Tiết 5 luôn. 340.000. Size 3 cho Thanh Tiền, ok chị. Ba cho Thanh Tiền. Rồi. À Huỳnh Mỹ Ngọc 5, Hồng Trương 5. Huỳnh Mỹ Ngọc 5 nè. Hồng Trương 5 nè, chất mềm mịn đẹp lắm. Rồi, Yến Nguyễn 1 ray thêm 1 2. Nè. Nhận hàng không đẹp, không lấy tiền. Rồi chị Lê Thắm là 60kg. Ok chị. 60. À size 4 cho Thùy Nguyễn luôn. Ok chị. 60 cho Lâm Yến. Đang mặc size 3 cho Lê Băng Như. Size 5 cho Hậu Hổ. Hết 5 rồi, còn 4. Đường Thú Vân 4. Hết 5 rồi chị, không còn bộ 5 nào đâu. Rồi lấy 70. Chị bị ớn 4kg. Lý Kim Đào xe 3. Ok chị yêu. Ớn thì cho nó đẹp. Rồi đỏ 62 cho Quách Ngọc Linh. Đỏ 62. Rồi đang mặc một bộ xe 4 nhé. Nguyễn Hằng 4. Ok chị. 65 cho Demon Nguyễn. 62 Quách Ngọc Linh rồi. Em lấy rồi nha. Đang mặc 340. 340.000 mấy chị yêu.
Rồi Trần Mẫn đang mặc size 2. Ok chị. Đẹp xuất sắc mấy chị ơi, mua cái chơi giá mèo luôn. Rồi Thảo Đặng lấy L, có L. L cho Thảo Đặng. 34 rồi chị, mua đi mấy chế, không mua tiếc. Giá rẻ mèo quá. Đẹp chết mẹ, đẹp dễ mang. Đẹp xuất sắc nha. Đang mặc 55 Nguyễn, mi dung 55. Lấy hai cái áo khoác 29, lấy ba cái, giờ đâu có biết mẫu đâu chị. Mi 5. Tỏ xe 4, ok chị yêu. Mi 5 đỏ xe 4 có. Rồi. Bộ đang mặc đó, có 340 rồi mấy chị, rẻ lắm luôn. Rồi chị Nguyễn vàng 63, ok chị yêu có. Hôm đang mặc hàng sale nha, đẹp nhất nách. Ai lấy comment cho em. Chị Mai ơi, còn 475 đổ lại thôi. Mai Bạch còn 4 ít đổ lại thôi. Qua mẫu đi chị. Nè, cái mẫu này là năm mấy luôn nè chị, 52 nè. 65kg mặc size 2 thôi, nha Mỹ Nhật. Nếu mà chị có bụng thích mặc rộng rãi lấy size 3. Tùy theo chiều cao của mỗi người ha. Rồi, bộ đang mặc thì mấy chị đúng đẹp luôn, 340. Không rẻ, không lấy tiền. Ừ, quá trời rẻ luôn này mấy chị, thiệt không mua tiếc, đẹp nhất nách. Đang mặc 1 2 3 4 5, 340.000, đẹp tình sò luôn mấy chị. Chị nào không mua mẫu CK này là tiếc nha, hàng này là 52, giá nghiêm của nó là 520 mấy chị. Chị nào có mua hàng bên em biết rồi đó. Rồi size 2 chị Hiền Võ nè, 34, ok chị. Size 2 34. Rồi Nga Lê 85kg. Lê Văn Như size 3. Lê Văn Như 3. Rồi Hiền Nguyễn 1. Trần Nhân 1. Lê Hàng 4. Noel 3. Châu Nguyễn 3. Noel 3, Châu Nguyễn 3. Rồi Xuân Liên Nguyễn 62. Có NV Kim Oanh size 2 hết. Mai Bạch 4 cũng được, Mai Bạch đỏ 4. Mai Bạch bộ đỏ 4 nè. 34. Rồi 55 Mi Nhung Lê. 55 đang mặc Mi Nhung Lê. Đẹp đúng luôn mấy chị. Nhung Lê đây. Lúc trước mua mấy bộ này 450 lần, nay rẻ hơn trước, dạ đúng rồi, hàng theo mà chị. 450 là sale rồi đó. Chứ lúc trước giá của nó 52, đúng giá của nó 52. Hình Hạnh là bộ size 3. Giờ còn 3-4-5 thành hết size nhỏ. Rồi 53kg size 5 cho Hạnh My. Rồi ok. Bây giờ em chỉ còn 3-4-5 thôi, hết size nhỏ nha. Bộ cái khép nữa rồi. Rồi có. Còn 3-4-5 hết nhỏ. Phan Quân lấy 5 luôn. Cái bộ này mặc đáng không tiền. Đang nói cái này không à, một ri thêm một chết mẹ chị Yến rồi hết rồi. Giờ sao ta lấy 3-4-5 thôi nha chị. Ủa sao chị còn mang chậm ra. Ngọc Thanh bơm hàng không bé 65kg ha, hết size.
Bây giờ còn size 3. 65 ký chân Mỹ, chân Mỹ mặc được 3. Size 2 hết rồi. 68 ký Minh Nhiên. Tăng Bảo Nhi là Minh Nhiên em ơi nè, bỏ cho Minh Nhiên thôi. Đi đừng nói gì bỏ đơn liền đi. Chim cao lấy 4. Rồi chị xả ra không lấy, ok chị. Rồi 68 Tăng Bảo Nhi lấy rồi, ok. Chị không lấy, ok. Hiền Nguyễn là 80. 80 là xây 5 cho chị Hiền. Ok chị có 5. Hàng này không có nhiều đâu mấy chị, có mấy bộ là hết nha. Rồi chị Ngoan Phố là xây 4. Ok Ngoan Phố có 4. Giọng hàng đấy chị. Đẹp nhất lắm. Muốn mua nữa cũng không có. Rồi chị Ngọc Châu lấy xây 3. Ê, còn như là xả hết rồi. Rồi Minh Tiết là 5 ha. Minh Tiết 5. Ok chị. 340 rồi mấy chị ơi. Giá siêu rẻ luôn á. 340 giá đúng rẻ luôn. Bộ này 1, 2, 3, 4, 5. 340 luôn. Trời quá nó đẹp nè mấy chế ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 34. Mấy chị ơi bấm like cái trang em đang like và chia sẻ giùm em cái cho có tương tác, rồi nó mất tương tác quá mấy chị ơi. Nó mất tương tác quá. Ôi cái bộ này đẹp mấy chị, 34 giùm em. 340 giùm em nha mấy chị yêu. Bộ này đúng dễ thương. Và đẹp cho em. Đang mặc mấy chị đứt rồi. 340 sịn sò luôn. Ai lấy comment cho em 34 ha. 1, 2, 3, 4, 5. Còn ngọt. Mỗi này mỗi nữa là hết. Sọc 62 cho chị Ngọc. À, Quách Ngọc Linh, ok chị. Trời ơi, nó đẹp đó chị ơi. Quách Ngọc Linh. Quá đẹp. Chị có bộ xe này không? Có, chị Minh Tiết lấy rồi. Xe 2 cho Ngọc Châu. Bộ này quá đẹp. Hổ hổ, 2 bộ 5. Bộ này không mua tiếp. Hổ hổ 2 bộ 5. 2 bộ 5. Chị ra chi lưu 1 bộ 5. Chị Hiền Nguyễn là 1. Hiền Nguyễn là xây 1. Bộ này không mua tiếp nha. Hiền Nguyễn là xây 1. Xây 3 cho Ngọc Anh Ta. Anh Ta 3. Chân Mỹ 65kg. Đang mặc là xây 1. Lấy hàng xây 4. Đang mặc Phô Chi Lê 75. Hết. Gia Thi Lô có rồi. 112233. Yến Nguyễn 112233. 2. 2 bộ 1 nè. 1, 2, 2 nè. Rồi 3, 4 luôn đúng không? Trên chưa vậy? Bên em rồi đúng không? 3, 4 luôn. Rồi ok chị Yến có. Xây 2 cho chị Kim Cương nè. Kim Cương có 2. Nguyễn Diệu Linh có 1. Nguyễn Diệu Linh có 1. Đang mặc cho chị Đào Bích 4. Ok chị yêu. Ngọc Anh Ta có rồi. Ngọc Anh Ta có rồi đúng không? Đừng comment nữa. Mỹ Huệ nè. 1 nè. 58 bé Liên Đặng em ơi, một bill chị đang mặc nè. Mình bỏ bill qua bên, bé Liên Đặng á. Giờ chị Dung Lê xe 3 nè. Dung Lê 3 nè. Ồ đẹp quá đẹp luôn mấy chế. Thiệt luôn hết cái bộ, xuất sắc luôn. 340.000. Rồi hai lấy comment nha. Nó khối sơ mi á mấy chị. Sần sò không mấy chế. Cực kỳ xinh cho em nha. Nhận hàng không đẹp không lấy tiền. Nguyễn Hạnh là 70kg nè, xây 3. Bộ này đúng xuất sắc luôn mấy chị. Quá trời đẹp mấy chị ơi. Hết 1 rồi, bây giờ chỉ còn 2, 3, 4 thôi, hết 1, sorry. 2, 3, 4 là hết chị ơi. Bộ này em còn xây 2, xây 3, xây 4 thôi. Chị Hồng Hà lấy 2, ok chị.
Ok. 75 cho Trương Thảo. Ok chị size 4. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chế ơi. Tình sò luôn mấy chị ơi. Rồi. Còn một mẫu cuối cùng nha. Mẫu cuối cùng của tay dài. L 12345. $340,000. Đẹp nhất mắt mấy chế. Bộ phối 4 cho chị Thu Hương. 340 à chị Hồ Hân, mua đi chế. Thu Hương bộ phối 4, ok chị 4. Rồi, còn 2-3 nữa hết bộ phối nha. Đang mặc đi mấy chị. Sầu on nó đẹp mấy chế ơi. Nè cái này là đính 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 đá luôn nha. Như này. Xuất sắc luôn. L 12345 mấy chế. Không mua tiếc giùm em. Thiệt luôn. Đẹp nhất cái nách. Không mua tiếc cho em nha. Rồi, chị Nguyễn L 11234. Ok chị. Chị sọc. Sọc số 8 ký xe 3. Hồ Hân lấy sọc. Rồi. Đây rớt em ơi. Xe 2 cho thấm thấm 2. Thấm thấm 2. Minh Tiết là lấy 3. Của Minh Tiết lấy 5. Ngọc Châu lấy xe 2. Bộ này quá đẹp với chị 340. L 12345. Chánh Thi lấy sọc 62, bộ sọc trước đúng không? 62 mặc xe 2, bộ sọc trước đó. Còn 2. Hiếu Đặng 64 kg xe 2 đang bật. Ồ cái bộ này 34 quá trời rẻ luôn đó chị. Không mua tiếp. Đang mặc 4 cho chị Hoàng Nguyễn. 340.000 đó chị ơi. Mai bật tiếp thêm bộ 5, bộ này hết 5. À, Phạm Minh Thị Ngọc, ok chị, bộ này không có 5. Lên nè, Hiếu Đặng đó, Hiếu Đặng bị sốc bê quá. Đó, Hiếu Đặng trước. Lấy Hiếu Đặng đi. Ừ. Hiếu Đặng là xe 2. Ở dưới. Mày lấy dưới, lấy lên cho mày, lấy kiện này. Cái này bộ xe 1 này chứ. Trời, xe 2. Bộ kiện. Rồi, Phạm Minh Ngọc có chưa, ra bill chưa? Rồi, xe 2. Phạm Minh Ngọc lấy xe 2 nè. 2. Thảo Đặng lấy L đổi luôn trước. Trời má ơi, lên này đổi kia. Rồi. Còn bộ xe 1 đưa trả được 1 đúng không? Rồi, đang mặc nè. 67 cho Kim Huyền nè. Kim Huyền mặc 3. Hồng Trần lấy L. 5X bộ kinh tế em có rồi, lấy cho chị rồi. Rồi ai lấy đang mặt nữa comment nha. Rồi hết rồi mấy chị nha. Hết bộ tay dài. Rồi bây giờ em qua tay ngắn nha. Bộ nó đẹp mấy chị. Rồi má ơi, đỡ rồi má ơi. Thì Lê chết inbox dừng. Chắc ngày mai mới chết được mấy chị ơi. Hồi hồi chiều. Giờ nhân viên đang làm quá rồi. Không có nhân viên.
Rồi, bộ đi mấy chị. Lên mấy cái bộ bộ sale đẹp lắm luôn. Này em còn hai bộ L với 2S. Bộ này đẹp lắm, 320. Hàng cao cấp mấy chị. Còn size L với lại size 2 ha, là hết nha. 320 một bộ. Thể thao cao cấp giùm em. Nhận hàng không đẹp không lấy tiền. Đang mặc size 2 cho chị mặc thì thơ. Đang mặc đúng không chị? Phải thì ok nha. Rồi còn một bộ L này đang mặc nữa hết. Đẹp chùm sò đẹp luôn á. L cho hồng trần ok chị, 320. Thể thao cao cấp giùm em cái. Hàng đúng xịn sò luôn mấy chế. Trời ơi cái bộ nó đẹp nữa chị ạ. Còn hàng theo mấy chị. Không có gì nha. Mấy cái hàng này toàn là bán 500 đến 501 không đó mấy chị. Xe 320. Rồi đang mặc đi mấy chị. Đẹp nhất cái nách luôn. Xịn sò luôn. Size 1. Size 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 đang mặc mấy chị. 320. 1, 2, 3, 4, 320 dùm em. Cái chất đẹp nhất nách. Lê Văn Như lấy 3. Cái chất xịn sò hàng u mì nữa chị ơi. Chất đẹp lắm. Chất này đẹp nhất trong hồi bộ thứ 2. Hàng chuẩn bị 1. Thôi bị sang 60kg cho Lê Thắm. Đẹp nhất cái nách. Nhận hàng không mê. Không xịn sò, không lấy tiền. Rồi, lấy mẫu C3. Một anh ta lấy 3. 320 nha. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Ai lấy comment cho em. Chất xịn sò. Đẹp xịn sò luôn mấy chị yêu. Lấy hàng là C4 nè. Ok chị. Quá đẹp luôn á. Ai lấy comment nha. Dương Huệ số 4. Ok chị. Tay dài có mấy mẫu đầu tiên à. Đếm cho coi mấy mẫu đầu tiên lại. Chị có coi được cái nào. Để cho coi sơ mấy mẫu đầu tiên ha. Mẫu đầu tiên còn size 2 cho chị Oanh Nguyễn. Mấy chị á, mua thử mấy cái bộ này mặc đi cho em. Đồ ô đẹp nhất cái nách luôn. Hàng này năm mấy không mấy chị? 51, 49. Thì rút theo. Hàng biết. Giá sale chỉ có 2, có 320 ngàn. Tỉnh sò. Nè chị, cái mẫu đầu tiên của lửng nè. Cái này thì em còn size cho mấy chị 70. Từ 45 đến 70 còn size. 340 nè, mẫu đầu tiên đẹp lắm luôn. Còn mấy bộ? Chị Hồng Trần lấy bộ này. Nè Hồng Trần lấy bộ này. Hơi bị đẹp. Đấy, comment cho em. 34 chị. Mẫu này đẹp nè. Xịn sò luôn. Ai lấy comment? Này 45 đến 70 kg có sai. Ủa chị Hoan Hủy thì sao bên hàng vậy? Mua hàng mà đơn nào cũng chỉnh. Ba lô mà cũng đòi trả. Hải Phòng hả? Đang mặc đi mấy chế ơi. Đúng rồi, thun chị Ngọc Thảo đẹp lắm luôn. Chị Hoan Hỷ ơi, lựa hàng mà chị lựa khó khăn quá. Ngoài bắt chỉnh cốt hoài bên em không có bán nữa đâu chị ơi. Mua sắp khác giùm em đi. Gì? Mỏng thôi chị ơi, không có giày đâu chị. Trời ơi. Chị Ngọc Thảo đẹp lắm nè chế, hàng xe 34.
lâu lâu mới có chị ơi, không có nhiều đâu. 340.000 chị yêu ơi. Ai lấy comment nha. Rồi chị Ngọc Thảo lấy, ok chị ơi. Hồng Trần lấy đi chị, đẹp lắm. Để còn mấy bộ à. Mẫu này thì còn 234. Cái ngắn không có nam đâu. Hương Trần lấy em ơi. Cho chị coi bộ phối nè. Bộ phối em còn có C3. Bộ này đẹp nè. Bộ này em còn 234. Có ai lại lấy nữa là lấy. Cái bộ đang mặc này đúng đẹp luôn, còn 234 giùm em nè. 55 bộ mới mặc. Ok chị làm đòn. 55 mới mặc. Ok chế nè. Rồi đang mặc đi mấy chị, 234 là hết. 340.000. Bộ này xuất sắc luôn. Đẹp xịn sò nha mấy chế, bộ phối nè chị. Chị Thí, Nguyễn Thí, bộ phối em còn C3 à chị. Bộ phối đẹp lắm. Bộ phối còn C3, đẹp xuất sắc. Rồi bé Hai Lê lấy đang mặc 3, ok chị. Ủa? Bộ này 3 hết luôn hả ta? Bộ này không còn 3 luôn, thôi đâu đi rồi. Bộ này em chỉ còn 2, 4. Thôi 2 với thôi 4 mà. Thôi rơi rồi, bộ này em còn 2, 4 thôi mấy chị. Hết rồi. Đang mặc 55 không vừa luôn. Bộ khối 3 cho bé Hai Lê nè. Vừa rồi khối 3. 34. Bộ khối cho chị Nguyễn Thúy luôn, ok chị. Rồi xong. Bộ đang mặc chỉ còn xe 2 với xe 4 thôi, không có xe 3, sorry. Bộ này có xe nhỏ nè. Bộ này 1234 luôn. L124. Chị này nó nhỏ con, chuyển qua bộ đỏ đi, đẹp lắm. Đỏ này cũng còn mấy bộ luôn. Đây. Bộ này thì đẹp nhất nách rồi mấy chị. Xịn sò luôn. L1234, 340 hàng sale. 34 giùm em nha. Đồ hô đẹp lắm luôn mấy chứ. Bộ này đúng đúng xịn sò luôn nè. Cái chớp đẹp lắm. Hàng này 47-49 không á. Rồi xe 1. L1234. Ai lấy đỏ phối bọt đỏ comment cho em thể thao đỏ ha. Đẹp cực kỳ, 34. Không mấy bộ hết. Đính đá lên mấy cái chữ luôn đó mấy chị. Bộ này thì còn 4. 45. 3. Nè bộ này còn 345 đẹp nè. Đỏ 3 cho Tiên Trần. Nè bộ này là còn 345 đẹp lắm luôn. Bộ này chị Nguyễn Thúy mặc đẹp. Bộ xe thay nè. Bộ này là hàng sale. 34 luôn á mấy chị. Bộ xe thay này hàng giá cao lắm. Mà sale có 34. Là không em. Rồi đang mặc đi mấy chị, 345. Thôi bị đẹp luôn. 340.000, xe 3, xe 4, xe 5 giùm em. Hổ hổ lấy 5, ok chị ơi. Hổ 5 nè. Ai lấy em đang mặc comment nha. Bao đẹp luôn mấy chế. Rồi lên bộ cho mấy chị biết.
nè chị, thế nào nè, 1234 320 đẹp lắm, đỏ xe đỏ cộng xe thay 65 kg, Nguyễn Nga đỏ xe 2. Nguyễn Nga đường mặt 3 đúng không, 66 đúng không, cộng xe thay luôn. Ủa chị Lý Ngọc Lan lấy đỏ trước hả, không Lý Ngọc Lan thì một đẹp chứ, lấy đỏ trước đúng không, Lý Ngọc Lan đỏ trước nè, xe thay 3 cho Trương Tiền, thay 3 cho Trương Tiền nè. Rồi đang mặc đi mấy chị đẹp lắm luôn, 1234 320, bộ này là bộ thể thao tay ngắn 320, hàng cao cấp. Đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Size 1, size 2, size 3, size 4, 320. Bộ này đẹp nhất hết rồi mấy chị. Hàng u mì nha, chất đẹp giả mang, chất thun cao cấp. Bộ này lúc trước là bán là 510.49 đó mấy chị. Theo giờ sale còn có 320. Trương Thanh Tiền chốt rồi chị ơi, em chốt rồi chị rồi. Trương Thanh Tiền chốt rồi nha. Rồi ai lấy đang mặc thì comment. Cái bộ đang mặc nó gì nhận hàng đi, cái chất đúng thịnh sò luôn ấy, mấy chế. Chất đẹp giả mang. Nhưng đẹp không lấy tiền. Ba hai mươi. Dạ ok. Em cảm ơn chị Hồng Dương nha. Mấy chị nhận mấy cái bộ cao cấp này nè, riêng cái hàng mặt này nè, bao cho mấy chị luôn, không ai bán giá này hết trơn nha. Chỗ nào bán sale lắm là 439 thôi. Không giá này đâu mấy chị. Rồi. Bộ em đang mặc 1234 luôn. Một ri một, không có ri thứ hai. Chất đẹp giả mang. Sang ơi là sang luôn mấy chị. 1, 2, 3, 4 dùm em. Đang mặc 320. Xịn sò mấy chế. Đẹp xuất sắc. 320 mấy chị ơi, đang mặc dùm em nha. Mấy chị không thích, không thích bộ hả? Không thích bộ tay ngắn mà không thích qua áo. Thích qua áo cho. Có thể thao gì kéo không? Xe 3 cho chị Liên Ngô Tú nè. Có chị, cái gì cũng có, chờ chờ em xíu đi, lên từ từ cho. Quỳnh Ngọc xe 3 hết luôn rồi, giờ cái này có ri 1 à. Còn 1, 2 với 4. Hết rồi, còn 1, 2, 4 bộ này. Xe 1, xe 2, xe 4. Bộ tay dài hả? Ủa là sao? Bộ tay dài em chỉ có cái hàng à. Hàng đính đá tay dài thôi chị. Đính đá tay dài được không? Đính đá tay dài hàng cao cấp được không? Đính dài mẫu bộ nữa. Nè, đó. Rồi, Ngọc Như Bi xanh 2 nè. Xanh 2 nè. Nè. Em có lên làm body không? Làm body không? Làm xích ly thì có, nhưng body không có. Nè, cái này đẹp nè. Xây 1. Mấy cái hàng này bữa thấy không? Hàng em bán 49, 510 luôn đó. Giờ sale có 32 thôi mấy chị. Nhận hàng cái chấp, trời ơi, thịnh sò luôn. Rồi em còn 1 nữa mấy chị. Xây 2. 1234 1234 đang mặc. Này còn mấy bộ là hết. 1234 320. Hàng u mì dày đẹp mấy chế. Nhận hàng không đẹp không lấy tiền, cái chất xịn sò luôn. Hàng này nó có nhiều loại lắm nha, cái loại này là xe 32 là quá trời rẻ luôn á mấy chế. Rồi Hiệp Nguyễn xe 3. Hiệp Nguyễn 3X nè, rồi ok có.
Trời ơi, cái chất có gì không? Đẹp nhất cái nách luôn. Ai lấy comment giùm em nha. 60kg cho 5 miếng. Rồi còn 1 với 4. Đang mặc dần liền. Hết rồi, còn 1 với 4 nữa hết. Bộ này còn 1 với 4 nữa thôi mấy chị. Hết 3. Còn xe 1, xe 4 nữa hết. Rồi đang mặc cho Nhi Nguyễn 55 có. Ok. 1. Còn 1 với 4 thôi nha, là hết nha. Báo mấy chị lấy qua trắng đi. Trắng xanh còn 3 nè. Trắng xanh còn 3. Một bộ duy nhất hết. 320 mấy chị. Không mua tiếp. Quần thường, ấm thường. Rồi mấy chị. Đang mặc túi chế. Cực kỳ đẹp luôn ba. Một bộ duy nhất. Trắng xanh size 3 giùm em, 320. Trời ơi, đẹp giống em. Bộ xanh này cũng còn size 1, bộ size 3 luôn rồi hết. Bộ xanh lá này cũng còn 3 rồi hết. Tịnh sò luôn mấy chế. Xanh size 3. Trắng 3 cho Nguyễn Nhân. Ok chị. Bộ xanh phối đen đẹp chưa? Còn anh đen giùm em đi chị, đen 3. Đen 3 nha. Trắng xanh nè, ok chị Thu Thủy 3, ok. Đẹp xuất sắc luôn mới chết. Không đẹp không mấy tiền. Rồi bộ này đi mấy chị. Hết rồi. Bộ này 1, 2, 3, 4. 320. Cậu có cái chất. Nguyên nhân trắng xanh rồi hết rồi, bộ lá cho chị Ngọc Nguyễn đi rồi hết. Thu Thủy không có. Rồi bộ đang mặc đi mấy chị, 1 2 3 4. 320 đúng đẹp luôn mấy chị yêu. Trời ơi cái bộ này xịn sò luôn mấy chị, không mua tiếp. Đẹp nhất mắt. 1 2 3 4 giùm em. Không đẹp không lấy tiền bộ này. Hồng 1 cho chị Tiết Tiều, ok chị, quá trời đẹp. Tiết Tiều hồng 1. Hồng giỏ là 4, đang mặc 320, hàng tịnh sò. 75kg xe 4 chị. Chị Hoài Kiều. Bộ này quá trời đẹp luôn mấy chế. Ai lấy comment cho em nha. Xịn sò mấy chị ơi. Bao xinh luôn. Bộ xe 2 chị Oanh. Oanh Nguyễn xe 2. 320 một bộ, không đẹp không lấy tiền mới chết. 1 2 3 4 giùm em mấy chị yêu. 1 2 3 4 nha. Rồi ai lấy đang mặc rồi mình. Nguyễn Hằng đang mặc xe 4. Ok. 1 cho Hằng Nguyễn, 1. Trần Ngọc Mỹ lấy 4 luôn. Ok chị. Trên Trần lấy 1 hồng. Còn 1 không ta? Trên Trần 1 hồng có. Hiệp Nguyễn lấy 3. Có 3. Thì đẹp chứ. Cái chỗ nó bán 48 luôn. Mình theo cũng như là cái gì đó. Ồ, nó đẹp nè mấy chị ơi. Cái chất cũng thịnh sò luôn chứ. 1, 2, 3. Bộ này 1, 2, 4 luôn. Bộ trắng 1, 2, 3, 4.
siêu đẹp luôn mấy chị. Cái chóp sình sò luôn. Đang mặc một cho chị Hằng Phan, ok chị. Ồ, cái bộ nó đẹp mà mấy chứ. Nhà còn cái em kìa. Trên lầu á. Đi cái nào vô đi. Hồng, màu hồng cho thì Nguyễn. Xin cái nào cái đi. Hồng một. Ủa Hằng Phan ấy. Hằng Phan lấy hồng một nãy lấy rồi. Giờ có đang mặc thôi, vậy xả có đang mặc em ơi. Xả cái đang mặc cho chị ơi. Ồ, cái chất của chị ơi. Đơn giản mà đẹp xuất sắc luôn mới chế cái bộ nè. 320 giùm em. Cái này là in, cái này là ép nổi nè. Cái trình chữ thì đang ép nổi nè. Cái chất sình sò luôn. Trắng một cho chị Trinh Trần, ok chị. Nhận hàng không đẹp, không biết gì nha. Hồng nhé, rồi lấy rồi chị. Lấy hồng rồi, đang mặc size 2 cho chị Trường Đào. Ok chị. Giờ có ai nằm không? Size 5, size 6 bộ này. Một 56 nữa chị, bộ này đẹp. 320 chỗ bộ đúng đẹp luôn. Cái 1 nè. Bộ này quá trời xuất sắc luôn. Quá trời tan. 1 quá chị ơi. 5 hay 6 283 ít. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Ai lấy đang mặc comment 320 mấy chị. 1, 3, 4, 5, 6 dùm em. Bao đẹp luôn. Xây 5 cho chị Phụng Phụng. Ai 5 đâu, chỗ chị 5 đâu hết rồi. Cái bộ này quá trời đẹp luôn á mấy chị. 5 tất. Xây 1 là 58 lần giờ. Ngọc Nguyễn lấy 3. Ngọc Nguyễn lấy 3. Tay 1 cho chị Thị Thơ Nguyễn. Đang mặc cái này. Phú Lợi là size 6. Ok chị. Phú Lợi 6 ít. Trần Văn Vinh size 5. Ok chị. Chị đẹp luôn. Bây giờ ăn mặc còn 4 năm nữa là hết chị. Ăn mặc còn 4 năm nữa hết. Vàng đi. Hết 3 luôn, 6 cho em đi lâm. 6 còn 1 bộ, rồi còn tới bộ số 4 nữa hết. 320 rồi chị, đẹp lắm. Số 4 được không chị Lâm Ngọc? Cái bộ chứ còn số 4 thôi à. Ủa, cái bộ này nó đẹp nè mấy chị, còn một với bốn với sáu đang mặc nha. Từ từ khoan, nó có bốn không, sáu nè, năm nè, đang mặc một 56. Trời ơi đẹp chưa. 156 320 mấy chị. C một, C năm, C sáu. Một với năm nha chị Yến ơi. Không đẹp giả ma. Rồi có hai bộ xem. Rồi hết một nha. Hết một, không có một. Hàng quả yến lấy năm. Trần Mỹ Ngọc hết năm rồi còn sáu rồi chị ơi. Có bộ nào có quần trắng không hả? Này sẽ sáu. Đẹp cũng luôn mấy chị. Ai lấy 6 còn 6 kìa. Hết 1 rồi. Còn 6 ít thôi mấy chị ơi. Quá trời đẹp luôn á. Lâm Ngọc lấy rộng hả? Không, cái form này cũng dạng, không có phải dạng rộng rãi đâu. Dạng form vừa đó. Form vừa.
lấy 6. Chị tìm Nguyễn lấy bộ luôn đi cho hết. Rồi bộ này còn 4 đó chị. Còn 4, còn 5, còn 6. Bộ hồng nè, 4, 5, 6 nè, 32. Hàng tại hàng xe không có nhiều đâu mấy chị. Bây giờ mấy cái hàng này á là mấy cái hàng này là hàng em số lượng lớn có giá này. Hình thu thủy nha. Cái này là hàng bỏ sỉ ở ngoài chợ đó mấy chị. Xong rồi hả, sale về cho em bán cho mấy chị trên live cho nên được giá rẻ. Chứ ngoài chợ là bỏ sỉ ra 400 mấy rồi. Chị nào bị lấy sỉ ở chợ làm chị biết. Khỏi cần vàng luôn. Hồng 6 cho Mai Hạnh. Ngoài chợ là sỉ là 400 mấy rồi đó. Xin hỏi chị Tiền Nguyễn lấy hồng 5 đi. Trần Nguyễn Ngọc lấy 5. Rồi còn bộ 3 nữa hết. Ủa còn bộ xe 4 nữa hết. Hết rồi. Còn bộ 4. Hai lấy 4 thì còn 4. Đó sao không. Rồi mấy chế. Đẹp nhất mắt luôn. Rồi chị Yến Nguyễn lấy 4 xong. Chị nào mà đang đông lấy sỉ là biết liền. Ở cần bàn. Rồi mấy chế. Đang mặc C1. Đang mặc có L có 1. L là 1 nè. L 12. L 123 đang mặc nha. Chị Thơ Nguyễn không có. Đang mặc L 123. Mấy chế. Rồi Chinh Trần lấy 1. Ok chị. Còn mẫu nào 6 không ạ? Còn bộ nào 6 nè. Mẫu còn không? Không, mẫu có 1 cây. Trần Liên bao nhiêu ký vậy chị? Để em biết tên size cho nó vừa. Chứ mất công gì khỏi đổi. Hồng hết rồi chị ơi. Hồng không còn. Chính Trần 1. Rồi bây giờ em còn 2. L 23. Trần Liên bao nhiêu ký này chị? Ta biết mấy luôn. Để em xanh phai cho đúng. Thủy Kim hết 1 bộ đó rồi chị. Bộ đó em chỉ còn L. L với 23 thôi. Rồi mẫu này luôn mấy chế ơi. Hôm nay lai bộ thôi hả? Thì bây giờ em cũng có áo mà áo bữa lai rồi đó, giờ chỉ lai lại thôi à. Rồi, 85-50 C3 anh chị ơi. Mét số 65 kg 1 mét. Mét 50 đúng không? Mặc C3 dùm em nha. Rồi. Đang mặc cái gì 1 2 C1, C2, C3, C4. Đang mặc 1, 2, 3, 4 nha. Đang mặc 1, 2, 3, 4 dùm em. Ủa mấy cái áo bomber có cho em. Mấy cái áo bomber có chưa vô. Hồng còn không gì. Hồng hết rồi. Hồng còn mã khác được không. Để lên mã hồng kìa. Mã giống gì mà hồng nè. 4 cho Chinh Trần. Rồi Lon Kim nè. Biết em nè. Biết Lon Kim xe 1. Ok đang mặc. Thủy Kim đang mặc 1 luôn. Ủa bộ quá. Bộ quá đẹp luôn. Bộ quá đẹp mấy chị ơi. Phương Võ xe 2. Nhận hàng mấy bộ này không đẹp. Không đúng như là em nói. Tặng mấy chị thêm bộ. Đẹp giả mang đó chị khó làm bài. Hàng này em bao cho mấy chị từ phân tới chất. Nè mấy chị cái bộ đỏ này đẹp lắm luôn. Ủa cái bộ này 1, 2, 3, 4 mẫu này màu đỏ này. Đẹp 1, 2, 3, 4 đó chị.
mấy bộ này chị mặc đáng đồng tiền, nó sang lắm. Một hai ba bốn giùm em màu đỏ mấy chị ơi. Hai loại, một như kế với bỏ đi. Rồi Trần Nguyễn Ngọc lấy đỏ 4 không chị? Đi cái đó là gì? Cho chị cây đó đi, cho chị cây đó đi. Không, cút đi luôn. Lấy cái này rồi lấy cái cầm. Để đó đi. Cút đi rồi. Chim Trần lấy 1 lấy 4 đang mặc nè. 1 mặc. Ba trăm hai chị Minh Thơi, 320 giùm em bộ này, 320 một bộ. Màu vàng xe ba, em ơi, lấy bộ trước vàng, xin kim vàng xe ba. Đó, ừ, cái mẫu đó đó, đúng rồi. Vàng, vàng xanh á, đó, cái màu xanh. Chữ xanh là vàng, là ba ít. Rồi, thêm một bộ Trần Ngọc Mỹ lấy 4 nè. Trần Ngọc Mỹ đang mặc 4 nè. Đỏ 4 cho đào liên luôn nè. Đỏ 3 cho lon kim nè. Rồi đỏ ba cho Nguyễn Ánh Ngọc, em hết ba, bộ này em hết ba là chị sorry, bộ này em hết ba, sorry hết ba, áo khoác của chị đẹp lắm luôn, bơm bơm bơm. Nỉ này là nỉ vừa thôi chứ không có dày nha, mà đẹp lắm. Từ 50 đến 75 kg mặc được 150 ngàn một áo. Đang mặc 57 cái Thảo Ly Đỗ Ngọc nè. 320. Đang mặc em có màu vàng, màu đỏ, màu xanh, 150 ngàn một áo. Hàng xịn sò luôn quý chị. Siêu đẹp mấy chị. Nè. Tịnh sò 150 ngàn. Cũng này bán TikTok có nhiều, người ta mua nhiều lắm. Like được cái TikTok bán đồ ô tịnh sò mấy chị ơi. 150 nha. Đỏ, màu hồng, màu vàng, màu xanh. Cái bông bơ này hot lắm luôn mấy chị. Ai lấy comment cho em nha. 150 ngàn. Xã xe 6 quên, có rồi. Trời ơi, hàng đó làm gì có chị. Bữa giờ có bán đâu có. Sáng nãy người ta lấy không có hàng bán. Mình thương thủy xả ra kìa. Ai lấy em đang mặc comment nha. 150 ngàn một áo mấy chị ơi. 4 màu giùm em nha. Ai lấy áo đang mặc comment. 150. Thích áo khoác luôn hả? Phát xanh đỏ cho luôn đi kìa. Bộ đang mặc đẹp nhất nách. Em có 1 2 3 4. Đang mặc 320, 1 2 3 4 mới chịu. 320 xe 1, xe 2, xe 3, xe 4.
đẹp xịn sò đẹp luôn á chị em. Ai lấy comment nha. 1-4 cho Trinh Trần, ok chị. Nhận hàng không đẹp không lấy tiền, hàng xịn sò mới chết. Lên phát xịn đi, em nó phát màu đen. Đang mặc 55 cho Duy Nguyễn 1. Rồi ai lấy em đang bận comment nha. Xịn sò đẹp luôn mới chế. 320.000. Long phim lấy 3. Màu của nó là màu hồng, hồng đậm á mấy chị đẹp không. Nguyễn Hằng là xây 1. Phát màu xanh cho Ánh Ngọc 150. Ok chị. Bộ đang mặc 320. Siêu đẹp luôn. Xây 1, xây 2, xây 3, xây 4 dùm em. Hai ba bốn mới chế ơi. Rồi chị Ngọc Nguyễn là size 2, ok chị. Ngọc Nguyễn 2. Bộ này quá thiệt tinh luôn. Bộ cái chất này mấy chị. Cái chất này đẹp dễ mang đẹp luôn, mịn không tì vết, dày dặn đẹp, tinh to. Nên lấy cộng lên nha. Có áo khoác. Có lời nói khoác 29 không? Có 29 áo nào ta? Ồ, cái bộ này tích bồ mi đẹp chưa? Màu xanh 1234 luôn á chị. Bộ này là 320, 1234 luôn. Trời ơi đẹp nhất nhất không á chị. 1234 giùm em nha. Đẹp xịn sò đẹp. Ai lấy comment. Áo khoác 29 bữa sale. Ủa bữa sale là bao nhiêu? Xanh nè 1-4. Nhi Nguyễn lấy xanh 2. Lê Văn Như lấy xanh 3. Lấy xanh 1. Long kim lấy 3. Ngọc Nguyễn lấy 2. Ngọc Nguyễn 2. 2 bộ 4 cho Ngọc Mỹ. Không có 5 bộ, không có 5 đâu. 2 bộ 4 cho Ngọc Mỹ. Ghé thơ lấy 2. Lên 65. Một ly cho chị Yến. Bộ quá đẹp. Xanh cho Chánh Thi. Chánh Thi xanh. Cái 158 rồi mặt vừa. Yến Nguyễn nè. Yến Nguyễn là thêm 1-2. Rồi có 1 thôi. Giờ còn 4. 3. À, Nguyễn Thánh Hồng là cây 3. Thanh Kim 65kg hết size rồi. Bây giờ còn 1. 1-4 nữa là hết. Bộ đang mặc còn 1-4 nữa hết. Quá trời đẹp. 320 đáng đồng tiền luôn mấy chị. 1-4. Hồng đi mấy chị, hồng đẹp lắm. Bây giờ tại vì hàng sale chị ơi, giờ lên vậy đổi 2 đi, Minh Thư hết 2 rồi xả 1 ra luôn em. Minh Thư xả 1. Tới 2 ký mặt size 2 giùm nha chị. Rồi đang mặc đi mấy chị hồng 1-2-3-4. Trời ơi, cái bộ hồng này mấy chị nó đẹp. Sắc Super Me 1-2-3-4 hồng giùm em. Ai lấy hồng cộng Minh Hồng nha. Xe 1, xe 2, xe 3, xe 4 mấy chị.
Không không không. Rồi, tạm xương 71kg mặt 4. Trang Ngọc Mỹ 4. Long Kim Hồng 3. Thanh Kim 65. Rồi ai lấy em đang mặc comment. 1 2 3 4 mấy chị ơi. Siêu đẹp. Không đẹp không lấy tiền. Hồng 23 cho chị Trương Thanh. Thanh tiền hồng 23. Thứ 2. Thứ 3. Mẫu này 1234. Mẫu này đẹp nhất mắt. 1234 luôn mấy chị. Ồ cái màu trên lá nữa đẹp. 320.000 một bộ. Nhận hàng lá còn tiền luôn mấy chế. Đẹp chưa? Tình xò luôn mấy chị. Rồi 1, 2, 3, 4 mấy chị. 3, 20. Bộ xuất sắc luôn. Viền. Quá trời đẹp. Ai lấy em đang mặc comment nha. 1, 2, 3, 4 dùm em. Chị Trinh Trần lấy 1, lấy 4. 1 lấy 4 nha Trinh Trần. Nguyễn Diệu Linh xây 1. Bộ này không mua tiếp, nó bị đẹp quá đẹp. 320 tình yêu. Từ phơm đến chất, siêu đỉnh. Xanh xe 3 cho Quỳnh Ngọc, ok chị. Mày đúng tình thò luôn chứ. 50kg cho thầy Nguyễn Ngọc 1. Quá trời đẹp bộ này. Bảo Nhi 1, ok chị. Thị Thơ Nguyễn 1, ok chế. Không đẹp, không mấy tiền. Chị bộ thanh trước của Hồng. Để làm tiếng Nguyễn Tư có lấy không? Bộ xanh trước. Xanh trước còn 4. Còn 4, rồi lấy 4 chị. Thảm Thương lấy bộ xanh trước 4. Đang mặc L. Này có mấy bộ thôi. L nè. T1 nè. L12 đang mặc. Là hết. Có mấy bộ à? Bộ đang mặc quá đẹp. L12, chị Nguyễn Tư có lấy bộ, có lấy bộ xanh không? Bộ đang mặc L12 mấy chị. Thì Nguyễn ok rồi đang mặc nè. Trời ơi, cái hàng này mà 320 là quá trời luôn á chị. L12 đang mặc giùm em. Sắc luôn mấy chị. Siêu đẹp giùm em nha. Bé thơ 2. Em lờ cho thị thơ Nguyễn luôn. Phạm Nguyên xây 2. Rồi còn 1 nữa là hết. Phạm Nguyên xanh em ơi. À đúng rồi này xanh. Bộ ca này đẹp nhất mắt luôn à. Bộ ca bên còn L12 à. Cái bộ ca L12 đẹp lắm. Ồ nó đẹp chưa. Bộ ca này em còn L12. Bộ này nhất mắt. Đẹp tỉnh so đẹp. L12 giùm em nha. Bộ này không mua tiếp. Có đúng 3 bộ hết. Chất
sai chất xịn sò. Ai lấy comment? Chính Trần là một nè. Có à, một màu C3 ha chị Nguyễn Tiếp. Để em hình như mới cái bộ này em cũng nó có khối không à? Để em coi coi. Cam xay, cam xay 2 cho bé, cho bé hơn. Rồi còn một bộ anh giờ. Nó giờ nó tùm lum hết anh cái bộ này. Bây giờ còn anh giờ nữa hết nè mấy chị. Bộ khối, khối, bộ một màu đúng không? Một màu có bộ này. Đây, bộ này một màu nè chị. Mẫu này một màu đây. Cái mẫu này một màu đẹp lắm luôn nè. 1, 2, 3, 4. Một màu luôn, xanh đen. Ừ. 1, 2, 3, 4 mấy chị. L58, L55 thôi. 58 không có vừa đâu chị, 1X với 58. Bộ này là siêu đẹp luôn, 1, 2, 3, 4. Giá 320, hàng siêu. Ngọc Trinh lấy ăn mặc hả chị? Ngọc Trinh 63kg mặc size 2. Rồi Trinh Trần lấy 1, lấy 1 với lại lấy 4. Nhà 4 nè. 4 với 1. Có lựa cho chị mấy bộ nhé. Bộ này được không chị? Dạng này được không? Một màu này chị. Rồi hàng dung là 68, mặc C3. Đang mặc quá đẹp. Rồi Nguyễn Tiết đang mặc 3. Nguyễn Tiết có thương hội chưa? Rồi Nguyễn Tiết mình tránh đúng không? Rồi Nguyễn Tiết nè. Phạm Nguyên là size 2 nè. Phạm Nguyên đang mặc size 2 nè. Đẹp bộ này đi. Rồi Trương Thảo là size 2, size 3 đang mặc nè. Bộ cam cho Ngọc Trinh nữa không? Cam không còn đâu chị, cam chỉ còn L55 đủ loại thôi. Vậy Ngọc Trinh xả bộ này ra. Phạm Nguyên đổi luôn hả? Trời ơi, chưa yên quá. Nguyễn Ánh Hồng size 3 đang mặc nè. Nguyễn Ánh Hồng 3 đang mặc nè. Chị đẹp lắm á chị, chú bộ này đẹp lắm. Đang mặc 3 luôn hả, đến tôi còn 3 không. Rồi chị Long Kim 3 nè. Rồi ok chị em biết nè. Rồi chị Hiếu Đặng là size 2. Hiếu Đặng 2. Ok. Thủy thì em mở nhiều nha, ít em ít em không có bỏ thủy đâu chị Trương Thanh Tiền. Ờ lấy nhiều nhiều cái bỏ cảnh nha. Ừ, nhiều đi chết. Rồi đây mấy chị, trời ơi cái bộ nó đẹp nè, cũng tông thiệt tông luôn á chị, đẹp lắm. 320. Bộ này 1, 2, 3, 4 luôn. Nhận hàng chất không đẹp, không lấy tiền. 320.000 một bộ. Đẹp xuất sắc luôn mấy chế. Bộ này nha. 1, 2, 3, 4. Ờ khoan khoan, để hình như không có 4 rồi. Hình như không có 4 bộ này rồi. Bộ này chỉ có 3. Có 2, có 1 thôi. Không có 4, sao đây 4 màu đen mấy chị. 4 nó có màu đen được không? Rồi chị Liên Ngô Tú bộ này C3 nè. 320. Giá sale hơi bị rẻ luôn, C1 cho Trinh Trần nha.
chị Diêm Trần. Diêm Trần xe 3. 60kg Nguyễn Hồng. Đó chị. Bộ này quá trời đẹp. Xay 83 cho chị Nguyễn Tết 3. Rồi chị Ngọc Nguyễn là xay 2 có 2. Hết 3 rồi chị Nêu, còn 1 với 2 là hết hàng. Chị Loan Kim hết 3, đoàn trên hết 3. Còn duy nhất 1, 2 với chị. 1, 2 là hết. Rồi bộ này em còn xay 4. Còn 1, còn 4 nè. Bộ này còn 1 với 4 đẹp nè. Màu đen này mấy chị 1, 4. Xịn sò luôn. Mấy bộ này sang lắm. Hàng này là 48-49. 500 đó mấy chị, sale chỉ có 320. Nhận hàng chất không đẹp, không lấy tiền. Rồi còn 1 với 4 bộ đen hết. Mấy bộ mấy chị 1-4 dùm em. Cái 1, cái 4 mấy chị ơi. Cái bộ này 60kg mà không vừa đâu. 1 với 4 cho Trinh Trần em ơi. 4 này. 1 này. Rồi còn một bộ mấy chị. Một bộ duy nhất xay à. Xay 4 mà hết. Rồi, cái bộ này nhất cái nách luôn. Cái hàng này bữa bán có 49-500 luôn đó. Bộ này đẹp dễ mang. Bộ này em còn 1, 2, 3. Dung chị Dung lấy 4 ok chị. 1, 2, 3, 4 mẫu này. Trời ơi cái mẫu này thấy chị nó đẹp dã man không đó chị. Đen 3 không có, Nguyễn Ánh Hồng ơi. Mẫu này đi chế 1, 2 đi chị. 3, 4 đen mặt. 1, 2, 3, 4 nó đẹp xịn sò luôn cái bộ này. 1, 2, 3, 4 giùm em nha. 320. Ồ cái bộ nó đẹp quá đẹp luôn kìa. 1, 2, 3, 4 cái chất này. Xinh xò luôn. Ai lấy em đang mặc comment. Cho Ngọc Mỹ lấy 4 nè. Rồi sẽ 2 cho Nguyễn Liễu nè. Kim Trần là 1, 4 nè. Trần 1, 4 nè. Rồi Trang Nguyễn lấy 3. Nguyễn Liễu lấy 2 rồi hết. Nguyễn Hồng không có 3. Rồi để qua mẫu đi với chị. Một, hai, ba, bốn mẫu này. Chị My Trần lấy qua mẫu này giùm em đi chị. Đẹp quá chị, đẹp nè chị. Nhận hàng đi mấy chị. Cái chất xuất sắc luôn. Áo không bo nữa. Chị dễ mặc, quần không có bo luôn. Nhận cái chị nhận hàng mặc vô cái là xịn sò liền. Rồi mấy chị ơi đang mặc đến chị 1, 2, 3, 4 giùm em. Cái bộ quá đẹp luôn. 320, 1, 2, 4 cho em. Đang mặc xuất sắc quá trời đẹp. Ai lấy comment nha. Ồ cái bộ nè. Quá trời đẹp bộ này. Xịn sò luôn mấy chị yêu. Con xịt tâm. Đang mặc tay ba cho Nguyễn Tiến. Chị Trang Nguyễn tay ba. 320.000 đó chị. Quá trời xinh. Ai lấy comment nha. Nguyễn Liễu tay 2. Chất đẹp giả mang. Khỏi thằng vàng luôn đó chị. Rồi, phụng phụng là tay 4. Phụng phụng tay 4. Viên Trần là 68 mặt 3. Nguyễn Ánh Hồng 3. Nguyễn Ánh Hồng gọi trước đây em ơi, ảnh này chị Ngảo. Rồi, gọi trước đây Nguyễn Ánh Hồng.
quen hả? À, quen ok. Nguyễn Hồng quen hả? À, Nguyễn Hồng à. Nguyễn Hồng như không quen, quen với ông đó. Quen ở đường Bình Hưng Hồng. Bên là đường Hồng Thành đúng không? Ở Nguyễn Thị Tú. Nguyễn Tú, ờ bán đường rồi đó. Đúng rồi, quen quen quen. Rồi Trương Thanh Tiền là 23. Bộ trước nè. Trương Thanh Tiền 23 bộ trước đúng không? Bộ Ý Nguyễn đang mặc một ri nè. Bộ này quá đẹp đó chị ơi. Một ít nhỏ nhất. Bộ đen này một ít nhỏ nhất. Chị thao lấy chị đấy. Một ít nhỏ nhất chị ơi. Con này quá đẹp. Quen quen quen. Đen xe ba cho Song Phương. Nghe chị. Thị Thơ Nguyễn lấy một em ơi. Rồi hết. Không có một, bộ đen hết một rồi. Bộ đen còn 2, 3, 4 à. Hết một đen. Rồi Trương Trương Thanh Tiền. Ok có 2, có 3 nha. Trương Tiền có 2, 3, không có 1. Bộ đen. Đồ này của chị đổi lại xe 2. Rồi Thu Thủy, Thủy Thu cái bộ nãy là thay bộ nào đã đem nó đổi xe 2 nè. Thủy Kiên cái bộ thay gì cho đổi lại. Thủy Kiên cái bộ. Bộ này đi chị Thùy ơi. Thầy Nguyễn qua bộ này giùm em đi. Bộ này đẹp đúng luôn. 320. Nè cái bộ này nhức mắt luôn rồi chị. Bộ này đẹp lắm. 1, 2, 3. Điểm coi có 4 không nha. Ôi cái chất đẹp tịnh sò luôn á chị ơi. Nguyễn Hồng hết 1 lấy 2 bộ trước đúng không? Rồi bộ đen. Bộ này quá xinh luôn á chị. 1, 2 nè. 1, 2, 4 à. 3, à 1, 2, 4. Đang mặc 1, 2, 3, 4. Siêu đẹp giùm em cái. Hãy lấy comment nha. 1, 2, 3, 4. Thủy Kim đã sai rồi. Đang bị xin lỗi chưa. Rồi đem mặt ra cho Long Kim. Đồng Trinh 3. Nguyễn Hồng hết 3 rồi. Giờ còn 1, 2, 4 mà chị. Hết rồi. Hết trơn. Bộ cam này còn 1. Còn 2, còn 4. Bộ này đi gì, bộ xanh này đẹp lắm luôn. Bộ Fendi xanh nhức nách. 1, 2, 3, 4 Fendi xanh. Trời ơi cái chất mặt vô mát lạnh luôn á chứ. Trời ơi cái bộ Fendi đẹp quá trời luôn nè. 1, 2, 3, 4 Fendi nha. Quá trời đẹp bộ này luôn. Này chị nào không mua tiếp. Để duyên chữ cái này là nổi. Rồi Dung Nguyễn lấy 4 nè. Dung Nguyễn đang mặc 4. Này tình sò với chị. Lên áo khoác Quảng Châu luôn. Xanh ba cho Lê Văn Như. Áo khoác Quảng Châu đi. Rồi hôn cái bộ nó đẹp ha. Cái này có 2 giây.
hết cho mình học. Nhau kim hết 3 rồi, bây giờ còn 1, 2, 4, hết 3. Hết rồi. 1, 2, 4 đang mặt. Hết 3 mấy chị. 1, 2, 4. Hoa màu đỏ đi. Xanh 3 hết rồi. Ai chưa có xanh thì lấy đỏ đi. Xanh gì đỏ đi. Đỏ nè, 1, 2, 4. Đỏ đi mấy chị. Đỏ xin xịn xò luôn. Rồi, ai qua đỏ comment đỏ giùm em nha. 1, 2, 3, 4, đỏ. Cũng hay đi luôn, không có nhiều mấy chị. Xinh đẹp luôn. Đỏ đi mấy chị. Trời ơi. Thích mắt rồi. Cô mấy giờ lúc đó vậy? Mấy giờ lúc cô vậy chị? Chị nước đi kìa. 4 giờ rồi. Mấy giờ lúc cô rồi chị đây? Rồi đang mặc đỏ cho chị Song Phương xe 3. Nguyễn Ánh Hồng đỏ 3. Còn size 1, size 2, size 4 thôi. Xanh xanh này đẹp lắm. Rồi, đang mặc thì còn 1, 2, 4. Rồi, chị Nguyễn Thúy lấy đang mặc size 3. Một ly thêm 1, 2, Yến Nguyễn 1 ly. Thêm 1, 2. Không có 5 bộ này. Thơ Lê lấy xanh xanh 2. Có xanh 2. Hồng đi với chị. Hồng 1, 2, 4, 1 ly 1. Đẹp luôn. Hồng 1 ly 1, 2, 3, 4. Cái màu đen hết rồi. Đen còn xe 4 mà. À, cái bộ hồng đẹp chưa? 1, 2, 3, 1, 2, 4 hồng. 320.
Ai lấy hồng cùng anh hồng nha. Hồng nha mấy chị. Hồng quá đẹp. Cho Nga, cho Ngọc Nguyễn ha. Con ri 1. Cho 3 là chị Trang Nguyễn 3. Hết 2 rồi. Giờ còn 4 còn 1. Hết 3. Còn 3 với 1. Mấy gì nữa? Còn ri nữa. Tầm lao. Rồi mấy chị, Hồng bây giờ là còn size 1 và size 4 thôi. Rồi đang mặc 1, 2, 3, 4 đỏ đi mấy chị. 320, 1, 2, 3, 4 màu đỏ. Quá đẹp luôn. Nguyễn Minh Trang, xin số điện thoại chị ơi. Cao không? Chị 59kg cao không? Đang mặc cho mấy chị 1, 2, 3, 4. Siêu đẹp bộ đang mặc. Rồi mang bộ nữa thôi, mua nhau qua áo đi với chị ha. Đỏ size 2 cho Phạm Hoa. Đỏ size 2 cho Phạm Hoa, đang mặc với chị 1, 2, 3, 4. Mang bộ nữa luôn nè, qua áo ha. Qua áo Âu rồi đi. Còn ai lấy đen, comment đen cho em. Trời ơi nó đẹp chị ơi. Bộ đen này quá đẹp luôn. Bộ đen chữ. Xuất sắc luôn. 1, 2, 3, 4 mấy chị. Ai lấy comment. Rồi con phương đen 3. Phạm Hoa đen 2. Đen 2. Áo Âu Bi hàng cao cấp 230. Ai lấy comment cho em. 230 tiền. Chị nào muốn chơi cao cấp rồi. Chị lên cao cấp. Rồi đang mặc đến chị 230 áo Âu. Bao vẫy luôn nha. Không cái này cũ kia. Chị. 30 nữa chị. Đẹp lắm.
phối riêng 230 giùm em. Đẹp tình sò luôn, phối riêng giùm em. 230 phối riêng. Ai lấy phối riêng cộng bên phối riêng nha. Giờ còn mấy áo tay dài có cấp á, chị có coi không? Có ít à. Để lại lẻ không. Mấy áo tay dài có cấp còn ít ít à. Lên đầm đi em, không đầm không có, giờ không có đầm đâu, giờ có đồ lẻ rồi mấy chị ơi, cái áo lẻ rồi thôi không à, mấy chị không thích áo gì hả? Áo này đi mấy chị, sẽ lẻ cho bọn luôn, sẽ hết nè, cái này sẽ ngay, cái này 150.000 cho hết luôn. Này đi mấy chị, 150.000. Còn cái 2 nè. Cái 3, cái 5. 2 3 550. Cái 2, cái 3, cái 5 150.000. Ra mặt nha. Này 3 5. Cái này siêu đẹp. 150.000 thôi. Cái này còn 2. Còn cái 2 xe 16. Cô tiên mấy cái cho hết. 2XL phối sơ mi 160.000. Tây 5 cho Lê Hạnh 150. Ok chị. Cái này còn đúng 2X65 thiếu loại mặt vườn. 58-65 mặt được. Xe 160.000 cho hết luôn. Năm. Đang mặc đi mấy chị, 160C2. 160 mấy chị ơi, C2. 160 giùm em nha. Bao rẻ luôn mấy chị. Thôi lê lấy áo trước C5 đúng không? Áo 150C5 đúng không? Rồi đang mặc đi mấy chị. Còn đúng 2X 160.000 là hết. 2 2 3 áo trước đúng không? Trương Tiền lấy áo trước 23 150. Còn đang mặc là 160 size 2 không à? 160.000 đúng 2. Lâm Ngọc không có 3, đang mặc chỉ có 2 thôi chị ơi. Trang Nguyễn áo 160 rồi. Còn mấy cái áo giấy này, còn mấy cái xe lẻ cho mấy chị nè. 50-80kg mặc vừa. Áo giấy xe 100.000 cho hết. Mặc mát lắm luôn. Vừa bán vừa chơm cho mấy chị luôn. Còn mấy cái xả luôn. 100k. Rất mát rượi. 50-80kg có sai. Trương Thanh Tiền áo 160 hả? Rồi 160. Còn có xe 2 thôi nha. Bỏ cái áo 150 ra ha. Chị có lấy Phan, có lấy áo 150 không chị? Trương Thanh Tiền đang mặc cho mấy chị 100.000. Ai lấy 100 comment giùm em.
Hồi Kiều lấy đang mặc 100 nè. Áo kia không lấy em ơi. Còn phát áo không hả? Rồi để em coi còn không chị. Còn một ít khác nhưng mà rồi chờ chứ. Sao này chứ không? Cái đó hỏi kiểu đúng không? 800 á. Rồi 62 cho thầy Nguyễn. Ba có giấy. Đồ bộ tối đi, chị không có lên nữa chị. Áo giấy để làm cho lên nha. Nãy giờ lai quá chị bộ luôn rồi. 86 Nguyễn Huy Dung. 165 Nguyễn Huy Dung. 16 mặt rộng nha chị. 25 mặt rộng rộng được không? Được chị lấy. Để còn thêm 2. Không, 5 mặt không có. 66 đâu có 3 đâu mà nói. 1, 2, 3, 4, 5 áo này đi mấy chị. Áo này em theo cho 160 cho hết. Phối sơ mi đẹp lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 160. Ê, có áo phát âu còn đó không mày? Còn mẫu nào? Lấy cái bộ ra coi dưới còn. Tối em có like không? Dạ có. Tối có like. Nói dưới là áo gì? Cái mẫu này coi. Coi mấy thằng kia còn không? Mấy cái còn không? Áo đang mặc Nguyễn Văn 160C3. Đó, dưới đó đúng rồi, rút ra đi. Còn xanh cô ban với cô ban với nào cái này em theo 300 rồi cái đó đem đi luôn. Xanh cô ban với nào 300 ngàn không nha mấy chị. Xanh cô ban và nâu 300 giùm em. Ai lấy khoác còn anh khoác thôi gì đẹp luôn mấy chế. Mười lăm tám chục ký mặc được. Áo 163 đương tiền. 16 trên 23 luôn. Rồi đang mặc đi mấy chị 300. Áo Âu nha. Chân lê đế phát 300 nè. Âu. Nhìn cái Âu này đẹp lắm luôn. Còn đen chứ còn xám. Để gì chưa có like luôn. 340. Cái áo này đẹp sọ lắm chứ. 340 nam nữ vẫn được. Cháu khá này đúng đẹp nè. Này em có đen với xám 340. Đen xám 340. Siêu đẹp luôn mấy chế. Đang mặc nha. Màu đen và màu xám. Áo hồng 340 đẹp. Chưa lấy gì vậy? Đây đám giấy 100 luôn hả? Nè, đẹp chưa? Đám giấy
từng lề một áo này. Đoán chị ơi, âu nha xám, xám đen 34 giùm em. Cái này là theo chứ không phải in nha mấy chị, theo chứ không phải in. Rồi cái áo này em còn hai áo duy nhất 570, duy nhất hai áo đó 570, hai áo đẹp tình sò luôn. Áo khoác Quảng Châu không gì nữa, còn mấy cái kìa, mấy cái còn mấy cái để em theo chia kiểu này, thấy không? Hoàng hàng Quảng Châu á, hàng Trung Trung á, rồi đó đúng rồi đó, cái đất Bùi nữa. Rồi đang mặc cho mấy chị 570 nha, còn hai cái duy nhất hết nè. Cái 600 này còn đỏ với hồng là hết. Cái này 600 nha mấy chị, đỏ hồng là hết. Cái 600 này đẹp nhất hết. Đỏ hồng hai màu hết. Nha lấy comment nha. Đỏ hồng khoác 600. Nha lấy comment cho em. Trời ơi cái áo đẹp mấy chị. Báo phát cho bé đi học lớp 9. Mấy cái bomber á chị. Đó, tối đi chị, tối em vô em bán. Cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy comment nha, 600, còn hồng với đỏ hết. Đỏ cho chị ra chi luôn. Đỏ cho chị Nguyễn Sương. Vui đẹp lắm luôn. Này 800 em. Này áo Vui nè, đẹp nhất nách luôn, 800 mấy chị. Nó nói thì chị có 700 hay 800 rồi. Hình như 800 hay gì. Bước qua luôn. BGB hàng VIP mấy chị ơi. Nó có giá cho nó không? Màu hồng, màu hồng thì Trang Nguyễn 600. Đang mặc là 700 mấy chị ơi. Đang mặc VGB 700. Siêu đẹp luôn. Ai lấy comment nha. VGB 700. Lấy comment. Cái phom dài cái phom dài này là 700. Còn mấy cái hết. Phom dài âu 700. Cái đó còn mấy cái. À, cho cái áo linen kia chị xả đây. Có phần mẫu á. Nè mấy chị, cái phong dài đẹp lắm không? Green á, còn cục green á. Em kể á. Áo khoác green. Rồi mấy chế ơi đang bận nha. Đang bận bảy trăm đúng rồi. Nè áo khoác Quảng Châu còn có mã này. Beo đi mấy chị. Beo xe 360. Áo phông dài cho chị Trang. Trang Trương 700. Beo nè, beo xe 1.
360 xe quỹ giá quỹ Việt Quảng Châu Hàn Quốc nha. Còn 1 nè. Còn 4 nè. 1 với 4 với 5. 1, 4, 5 thôi 360. Trương Thanh Tiền lấy phát mẫu nào? Đang mặc hàng xịn sò hàng năm ấy, 490-500 đó mấy chị. Xe có 36 cho hết. Còn xe 4, xe 5. Xe 1, 4, 5. Rồi, hãy lấy comment. Trương Thanh Tiền áo khoác 700 hả chị? Phải thì ok nha. Áo nào chị ơi? Lê Nga lấy veo xe 4 ok chị. Không chị ơi, còn mấy mẫu xe nữa. Rồi, Ngọc Em Nguyễn nè, xe 5. Không có sự lựa chọn gì hết nha. Còn mấy trái với xeo. Rồi cái mẫu này còn mẫu này nữa là hết. Chứ không cần khác 500 đấy rồi. Rồi cái mẫu này mấy chị 360 luôn. Xe 1 Bích Bì Rìa 36 đẹp lắm. 1 nha, 2 nha, 1, 2 124. 124 đang mặc 124 à. Đang mặc 124 á chị. Siêu đẹp. Ai lấy comment. C1, C2, C4 giùm em. Áo khác C2, C3. Đang mặc 23 đúng không? Làm có 3, 4 chị ơi. 1, 2, 4 chị lấy 2 đúng không? Rồi mấy chế ơi, nè lấy hàng mặt comment nha. Nè cái áo này đẹp lắm luôn nè mấy chị. Áo khoác beo mà. Áo khoác beo, áo khoác beo chỉ còn 1 với còn còn 1 với còn 4 còn 5 thôi, không có tiền nhỏ đâu. Rồi xả ra. Xin thiệt ra. Nguyễn Xuân lấy áo khoác size 1. Rồi cái áo này với chị 610 đẹp lắm. Em còn hồng. Còn hồng còn trắng. Cái áo khoác 610 đẹp nhất nách, hồng xanh trắng. Cái áo mới mặc là giá 360 à. Rồi lấy cái nón xe của em, loại nửa đầu á, 100.000 á. Biết không? Thì Nguyễn phát beo hết rồi chị ơi. Phát beo chỉ còn 1. Còn 1, còn 4, còn 5 thôi. Đang mặc là 510. Đang mặc áo đang mặc 510 mấy chị. Em còn 3 màu, đang mặc là 510 nha. 510.000, trời ơi, nó đẹp nữa chị ơi. Màu xanh, màu trắng. Chị Yến lấy màu gì chị? Còn mấy cái 510.000. Em sẽ có trắng, xanh và hồng. Còn mấy cái nữa là hết. Cuối cùng là cuối cùng luôn. 510 đó chị. Ba màu cho chị Yến nè. Đẹp xuất sắc. Xanh trắng. Rồi. 510 tiền. Có học không? Hàng Âu vi sai. Bùi, thì Bùi xin số điện thoại. Mẫu chị gửi hình còn không hết rồi chị, để hàng đó mình đặt thêm. Chị muốn đặt màu mấy em đặt thêm, từ từ mới về được chị ơi. Tại đây hàng đó cháy hàng không còn hết rồi. Rồi. Ai lấy đăng mặt comment nha. Để em gửi mẫu cho chị đặt thêm. Có em gửi mẫu cho. Em bóp like xong rồi em gửi mẫu cho. Thì Bùi xin số điện thoại đi chị. 510 trắng. Xin số điện thoại đi người yêu ơi.
tao mùng hết thể cũng vừa nói chuyện không, tao không có liên quan gì quá, không có liên quan gì, không phải áo giống như áo. Rồi cái đầm này chị 250, còn mấy cái hết đầm riêng 250. Cực kỳ đẹp luôn, còn mấy cái xem 250 nè. 50-75 cái mặt dừa 250 ngàn, hai lấy comment cho em 250, siêu đẹp luôn á chị ơi. Rồi thì bùa em chốt rồi, 250 cho chị Yến luôn. Rồi ai lấy cái comment. Mấy chị mấy cá con thỏ này âu là đẹp lắm luôn, tay dài thỏ âu chưa đẹp, 250 cho chị Tiền Nguyễn. 390 siêu đẹp. Áo âu tay dài âu cao cấp dùm em 390, đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. 390 nha. Ok chị Yến thôi, để em gửi 390 đang mặc mấy chị, hơi bị đẹp luôn. Âu 390 giùm em. Bỏ cái mất kia này còn 400 này còn 2 3 to hết. Bỏ mất kia đẹp chưa, mất kia loan nhà viết từng to luôn mấy chị. 400 giùm em nha. Ai lấy 400 cùng mình 400 xinh đẹp. Bốn trăm mấy chị ơi, ba trăm ba còn cái duy nhất hết. Áo tay dài rất đẹp 330. Áo đang mặc của Nguyễn Lan 400. Rồi xanh 330 mấy chị một cái. Xong còn một cái duy nhất 330. Cái này luôn mấy chị, còn hai cái xe 32. 330 cho Nguyễn Hoàng. Mấy cái này chất mát lắm. Cái đang mặc này còn hai cái xe 32. 320 mấy chị. Lấy hai áo gì có để nó nhân viên lấy chị ơi. Lấy rồi. Đang mặc đẹp không? 320 còn đúng hai cái hết. 320 mấy chị ơi. Bán 120 ngàn. Mấy cái này không có ghi giá tao mấy cái này bây. Hai bọc mới không ghi giá ghi cổ gì chứ sao biết đừng bán. Tiến Nguyễn ok. Rồi cái sơ mi thì mấy chị sơ mi Âu đẹp lắm, 500 còn hai cái hết. Sơ mi Âu 500. Siêu đẹp luôn nè mấy chị, sơ mi Âu 500 ngàn. Đẹp nhất nách luôn. Sơ mi Âu còn đúng hai cái duy nhất hết hàng 500 ngàn. Hai hết hàng rồi chị, để em lên dạng đó còn mấy cái gì đó em lên kìa, còn mấy mẫu trời ơi cái hàng xả gì mà tôi phải bỏ thiệt. Cái gì mà lãng bả trong nãy trời mà.
Tôm heo cho chị Đào Quách 500. Còn cái áo phát liên này nè mấy chị, ai lấy nữa anh sale là ghé cho nè. 47 nè, 47, 48 nè. Sale 350. Em còn size cho mình là từ 50 đến 80. Riêng Âu nha, phối thun đẹp lắm luôn, 350. Hàng Âu. Hàng này viết nha, tại em về số lượng nhiều quá. Rồi một mẫu em về số lượng nhiều. Kinh khủng bây giờ bán lỗ không mấy chị. Tại còn mấy cái xảy ra cái gì rẻ. 350.000. À, thêm cái áo đen 39, ok chị Nguyễn Lan. Đen 39. Đúng rồi. Rồi đang mặc đi mấy chị. 350.000. Còn một mớ nữa hết. Đen phối xanh lá. Không hết rồi chị, đen phối lá chân hết rồi, hết rồi. Còn 350 cho tiền Nguyễn sẽ lớn em ơi. Đúng. 350.000 cho hết cái gì? Giá hơi bị rẻ luôn. Nó là phong phố riêng đẹp lắm. Tiến Nguyễn là hai cái, trang trương là to luôn em ơi. Trang trương có này. Nguyễn thể ra, giá hơi bị rẻ luôn mấy chị, không mua tiếc. 350.000. Rẻ bánh bèo luôn. Giá này 430. 430 còn mấy cái đẹp lắm. Tụng sò luôn á. 430. Đây mấy chị. Áo 43 đẹp xuất sắc luôn mấy chị. 355 thu dung lê luôn. Đang mặc đấy mấy chị. Hai màu. Xanh cuban với xanh lá. 350 23 cho chị Trương tiền hai tay. Thôi bị đẹp luôn nha. Đang mặc 430.000. Hàng viết mấy chị. Tịnh sò luôn. Ai lấy áo màu tay dài comment cho em. Còn có đúng ha. Hai cái nữa, hai ba cái nữa hết. Áo này siêu bụi luôn á chị. Một cái đồng tiền. Siêu đẹp chị đem cái. Mấy cái này 520 đẹp lắm luôn á chị. 520. Đẹp nhất hết. 520. Tình sò luôn á chị. Ừ, hôm nay chốt siêu đẹp 520 giùm em. Nè có cái bộ này ai trả nè, nó hỏi nè. Ai lấy áo đang mặc cờ bơi rồi. Áo 52 diễn. Đẹp lắm luôn. Áo sực sọ. Áo là hết hàng nữa. Rồi mấy chị ơi 430. Áo 43 siêu đẹp luôn. Trời ơi mấy cái áo này hình sừng sò mấy chị. 430 giùm em. Đẹp chưa? 430 mấy chị ơi. Ai lấy comment nha. Ai mặc cho chị lấy ớt bột. Áo trắng có ai lấy không mấy chị? Còn mấy cái trắng, trắng đen đẹp lắm luôn. 43 chị Nguyễn không? Trắng với đen đẹp lắm. Đẹp quá chị đẹp. 250 nè. Cái hàng mặt vàng là ba mấy mấy chị sẽ có hai trắng đen. Rồi Nguyễn Long với đẹp bồ lấy rồi. 250 áo Âu. Còn mấy cái. Hơi bị đẹp luôn chứ. 250 giùm em nha. Chị có sao có chị Đào Bích lấy rồi. Trắng đen chị Yến luôn. Mấy cái cho hết luôn chị ơi, giá quá rẻ luôn. Giờ áo này là cột cái quần luôn. Chị họ cho em nha. Lấy bộ lấy áo xanh nha. Áo xanh là áo nào chị? Áo 52 hay là áo 43?
430 đẹp lắm này đó chị. Cái đen này hơi bị bụi luôn, 430. Đẹp nhất nách. À. Đen 430, ai lấy comment. Đen đang mặc cái mới chết. Chú biểu hơi kết. Cháo 52 xanh. Bỏ cái lia bồ ra em ơi. Lia bồ bỏ cháo mới. Áo xanh 52 nè. Nè chị, góc nè. Đẹp quá trời đẹp luôn cháo này. Cái này còn 3 cái hết. Áo này là 390 đấy chị. 390 còn cái chị lấy luôn, chứ mình còn cái 52 lấy luôn. Rồi. Đang mặc đấy mấy chị, mình lấy cho Lý bộ chưa? Yến Nguyễn lấy cái đó đó này, 430 đó. Nè mấy chị, 390. Còn mấy cái hết. Đẹp nhất hết luôn. Ba trăm chín ghi giá gì nè, cái này nó chị đen xanh 32 thôi. Ừ, đẹp chưa, đen và xanh 320 giùm em. Rồi chị Yến xả 43 em ơi, 43 chị Yến không lấy 43. Ok hả, còn mấy chị đang mặc luôn. Đen cái xanh 320, cháo ba cái đầm, cái đầm ba áo, áo chứ phải đầm nha chị Nguyễn Lan. Rồi đang mặc đi với chị 320, màu đen với màu xanh đúng đẹp luôn mấy chế. Tình sò áo nha chị Nguyễn Lan nha. Rồi đang mặc 32 đi với chị, đen với xanh hai màu, 320 ngàn áo. Chị Loan xả cái 33. Trời ơi, ngồi xả. Ok chị Loan, Nguyễn xả 33. Nguyễn Loan xả cáo 330. Nè cáo WCB này đẹp lắm luôn rồi mấy chị. 500 đẹp lắm. WCB này còn 2 cái mấy chị ơi, 500 nghìn. Đẹp tình sò luôn. Ăn vip nha mấy chị. WCB 500, mấy cái áo này mấy chị mua đáng đồng tiền. Cái tên nó luôn. WCB 500 ngàn. Đẹp tỉnh sò mấy chế ơi. Đang cầm cho chị Nguyễn Lan. Xanh 32 nha. WGB phối. Phối sơ mi 500. Ghi giá chị không biết đâu. Chị quên giá. Xanh phối riêng nha mấy chị, đẹp lắm. Áo Âu xanh phối riêng 440 ngàn. Em có đèn với xanh. Cháo này hơi bị bụi luôn. Phối riêng nha, 440. Cháo này mặc bụi. Đen và xanh mấy chị. Bốn bốn mươi, trời ơi đẹp chưa. Cái đen đẹp. Đào lương hồi nãy có chốt hai cái quần.
Nãy em có đọc tên là có rồi chị ơi. Nè quá trời đẹp luôn. Rồi Kim Hiền lấy xanh 440. Chị em lấy một cái áo phối 500. Đây chị. Đang mặc đến chị 40 thôi. Hơi bị đẹp nha cáo này. Cáo này áo Âu đẹp lắm. Tình sò màu đen đẹp chưa? Này mặc lên hơi bị bụi. Để đi nhé. Con cọp 5.8. Con cọp Âu Hàn Quốc 580. Siêu đẹp luôn. Con cọp mấy chị ơi 580 giùm em. Cọp 580. Hơi bị đẹp. Áo xanh 52. Đó còn đâu. Hết. Áo xanh 52 à. Chờ con cọp nha. 58. Này cáo WCB này đẹp luôn. 500. Mua cám xanh xò. 500 nghìn. Chương Thanh Tiền cọc 500 ngàn nha em ơi. Ý là kêu khách cọc 500 nha. Hỏi cọc bao nhiêu. Năm 8 thì chị Nguyễn Lan. Đó 58 em ơi. Nguyễn Lan giá 58 còn lại 500. Giá mặt là 500 nha. Nè mấy chị. Cái này đẹp, 52 em còn. Chị ra lấy lệ thủy 52, chị lấy cho em màu đen đi. 520 chị lấy cho em màu đen đi. Nè. Em còn đen 52 này chế. Đẹp lắm, rồi em lên mẫu, mẫu nó offline nha mấy chị ơi. Một chiếc đồ. Hơi bị đẹp chứ. Có chị nào quần leggin không? Quần leggin bao cấp này mấy chị. Chứ nghĩ là 2 cái nè. Leggin là 210 nè. Áo mới cởi ra. Mới cởi ra áo nè. Áo cáo 500 rồi. À mới cởi ra ok chị Nguyễn Hoang. Áo mới cởi ra 500. Rồi đang mặc 120. Cái này 58 đẹp với khách nè. Cái 58 này hơi bị tịnh sò. 580. Áo đang mặc cho chị Nguyễn Lan luôn. 52. Có bộ Âu không? Không, không có bộ Âu. Rồi mấy chị đang mặc đi siêu đẹp. 580. Còn 2 cái hết. 580 giùm em nha mấy chị. Tịnh sò luôn. Không đẹp, không mấy tiền. Chị xã khóa 600 Nguyễn Lan. Cô Nguyễn, Trang Nguyễn. Đen 52 em lấy rồi, chị đi lệ thủy. Ủa không, hết. Đâu. Chị kia. Cái đầm 470 đi mấy chị. Đầm Âu 470. Một cái gì nhất hết. Đầm Âu 470 giùm em. Một cái duy nhất hết.
600 là cái phát này, 600 là cái phát, à, cái phát đỏ với hồng á chị, đỏ với hồng. Nhà cá 500 thì đẹp giả mang luôn. Áo dưới xe này đẹp lắm. Em có trắng và đen, 500 ngàn. Cá là đẹp tức tắc luôn. Trắng và đen 500. Đẹp xuất sắc. Ai lấy comment cho em nha. Trắng với đen 500. Cá này đẹp lắm. Áo à, vải mát 190 đi. Vải mát 190. Ồ, cái áo nó đẹp lắm luôn ha. Chất mát được em nói. Cái áo nó cái chất mát lắm. Mà em còn mấy mẫu rồi chị. Cho chị coi. Giờ hết rồi. Đen vàng với lại đen vàng với bò 190 với lại em lên cháo 23 cũng chất này luôn. Tại 23 là hàng mới, hàng 28 xem 23 chất hóa luôn. Ok, vừa nó hợp với trắng 500. Đang mặc 190. Anh Phương lấy áo đang mặc đen 190 ok. Áo đang mặc có bò có vàng nữa đó. 190.000. Mình xem nha. Còn có mấy mẫu nè. Nè, chất đã lắm. Vàng với bò luôn đó chị. 190. Ai lấy comment nha. Siêu mát. Đẹp lắm. Rồi. 190 gì nè. Cái ngoài lên. Ủa là mũi đi như này kia. Là mũi đi như này kia. Bò cho chị anh Phương luôn. Đi đòn ngửi như này chưa. Cô đòn ngửi á, lấy cái áo. Đem một cái áo này đi nè. Đang mặc đi mấy chị đẹp lắm luôn nè. Đòn ngửi nè. Bỏ cái áo này vô ngửi hết đi. Trang Ruby lấy ra trắng. Ủa Trang Ruby lấy bò luôn. Đang mặc đen nữa chị 190. Còn hai cái nữa hết. Rồi đang mặc nữa chị hai cái hết hàng 190.000. Đen đang mặc cho anh Phương. Rồi còn cái nữa hết. Cái này đi với chị 230. Cái trắng này 230. Siêu đẹp luôn, còn ba cái trắng hết. Vàng cho chị hình miếng ngọc 190. Cái này là 230. Còn ba cái trắng hết. 230 siêu đẹp. Trắng với vàng luôn mấy chị.
230 giùm em đang mặc nha. Còn một cái vàng duy nhất. Cái áo này xịn sò luôn, hàng VIP nha. Trắng 23 cho chị Nguyễn Ngọc đang mặc đúng không? Rồi vàng với trắng đây mấy chị. 230. Chắc không đẹp cho mấy tiền. Máy xịn sò máy. Nó có đen không mấy chị? Áo đó có đen 23 nè, đẹp chưa? Màu đen luôn. Vàng cho chị Kim Thi 80kg vừa rồi chị. Đen nữa là mấy tình yêu. Ai lấy đen comment đen giùm em. Đen 230. Chung mẫu này. Rồi cháo này đi mấy chị, 190. 190.000, siêu đẹp. Em có đen, có xanh, có trắng. 190. Trắng nè mấy chị. Xanh nè, đen, 190 giá xe quỷ diệt. 190 à mấy chị ơi. Hơi bị đẹp luôn. Cái chất sành sò, rồi ai lấy comment nha. Ai lấy comment mấy chị ơi. Góp ạ. 3 màu đi. Đi những 3 màu. Nói theo quý vị. Trang đu quay lấy xanh. Rồi. Còn trắng còn đen. Chú Phương hết xanh là giờ còn trắng còn đen hết. Áo này em có cho mình là màu màu vàng với màu trắng 230. Rồi ai lấy vàng lấy trắng comment cho em. Vàng trắng 230. Ai chốt chốt luôn nha. Xinh đẹp. Xanh hết rồi chị, Huỳnh Mỹ Ngọc, xanh hết rồi. Vàng với trắng đang mặc của chị 230. Siêu đẹp luôn. Còn hai màu là hết. Còn xét váy như ngõ 400 luôn rồi như nào. Tiếp sọc quá hả? Này cái áo trắng này 190 nè con. Mấy cái hết. Mồ hôi cái áo đẹp. 190. Đẹp nhất mắt nè. Chân chân đang mặc. Đẹp mỏng nữa hết. Nè, còn mỏng nữa hết. Chân chín mùi cho chị Dương cho hết. Đẹp chưa? Đen chăm chết rồi. Ai lấy comment nha. Đang mặc đây mấy chị, đen 190. Những cái này ở ngoài chưa đẹp, ở ngoài đem vô hoài. Đen 190. Ai lấy comment. Rồi offline mấy chị ơi. Tô chi lê màu đen.